Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 146. Đạo nhất gật đầu, nàng ta cầm lấy kiếm Diệp Huyên, sau đó nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là kiếm tu. Những thứ hoa hòe hoa sói không phù hợp với ngươi. Việc ngươi cần làm là luyện kiếm của mình đạt đến đột phá cực hạn của thế giới này. Diệp Huyên có chút tò mò, đột phá cực hạn của thế giới này. Đạo nhất trợn mắt với Diệp Huyên, ngươi nha. Giống như là một người mù chữ vậy. Diệp Huyên. Đạo nhất cười giải thích, cực hạn của thế giới này chính là thời gian. Ngươi hiện tại đã dần dần quen thuộc với thời gian, cho nên, việc ngươi cần làm bây giờ là làm thế nào tiêu diệt thời gian. Bằng không, việc ngươi kiểm soát thời gian chẳng có ý nghĩ gì. Bởi vì ngươi có kiểm soát thời gian như thế nào, cũng không lợi hại bằng người dị duy. Việc ngươi phải làm là chặt đứt thời gian, tất cả mọi người đều không có thời gian để chơi. Như vậy, người dị duy và người sẽ ở trên cùng một sàn đấu. Diệp Huyên có chút khó hiểu, chặt đứt thời gian, không phải tương đương với việc chặt đứt người dị duy sao? Lúc trước ngươi từng nói qua. Đạo nhất lắc đầu cười, ý của ta là, khi chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu hủy diệt thời gian, có thể tiêu diệt người dị duy, nhưng là, đó chỉ giới hạn với chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu, bởi vì bọn họ không chỉ đơn giản mỗi hủy diệt thời gian. Kiếm của ngươi có thể đạt tới trình độ như vậy không? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, so với ba bọn họ, kiếm của ta có lẽ còn kém một chút. Đạo nhất chớp chớp mắt, một chút, ngươi xác định. Diệp Huyên. Đạo nhất vỗ nhẹ mấy cái lên mặt Diệp Huyên, da mặt không phải dày bình thường. Nói xong, nàng ta cầm kiếm xoay người chém một nhát. Suy. Thời gian duy độ trước mặt Diệp Huyên trực tiếp biến mất. Đạo nhất quay đầu nhìn Diệp Huyên, từ bây giờ trở đi, ngươi bắt đầu tu kiếm, trước tiên đạt đến nhập thần rồi nói. Nhập thần. Diệp Huyên hỏi, phải làm như thế nào để đạt tới nhập thần? Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, cười tủm tỉm nói, ngươi vì sao không hỏi làm thế nào để tiêu diệt người dị duy đi? Diệp Huyên. Đạo nhất lắc đầu, ngươi là một kiếm tu, ngươi hỏi ta làm như thế nào để đạt đến nhập thần, ngươi có nhầm hay không? Diệp Huyên cười gượng gạo, ta chỉ tùy tiện hỏi. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, nhập thần, ngươi trước tiên phải hiểu được vì sao sau diệt phàm là nhập thần, điều này ngươi phải tự mình suy nghĩ. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Vì sao sau diệt phàm là nhập thần, sao thành thần, dần dần, chân mày Diệp Huyên cau lại. Nhập thần. Hiện tại cảnh giới kiếm đạo của hắn đã đạt đến diệt phàm, tiến lên trên chính là nhập thần. Nhưng, hiện tại hắn ngay cả nhập thần là cảnh giới gì hắn cũng không biết rõ. Có chút khó khăn. Ở bên hồ, đạo nhất nằm trên tảng đá, bắt chéo chân, rất nhàn nhã. Bên cạnh nàng ta là Tai Ách. Tai Ách trầm giọng nói, bên cạnh hắn, người có khả năng nhất là người kia, chính là Diệp Liên. Diệp Liên. Đạo nhất nhẹ giọng nói, chính là nàng ta. Tai Ách trầm giọng nói, nàng ta đã phong ấn toàn bộ ký ức bản thân. Đạo nhất gật đầu, đúng vậy. Tai Ách im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, ta rất khâm phục nàng ta. Đạo nhất khẽ cười, yêu sâu thế à? Tai Ách nhìn đạo nhất, nếu cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ làm vậy chứ? Đạo nhất lắc đầu, sẽ không. Tai Ách có chút hiếu kỳ, tại sao? Đạo nhất khẽ cười, không nói gì. Tai Ách cũng không hỏi thêm. Lúc này, đột nhiên trời lại mưa. Tai Ách nhìn lên bầu trời, người thật sự không gợi ý gì cho hắn sao? Đạo nhất khẽ nói, con đường kiếm đạo, không có đường tắt để đi, mà chỉ có thể dựa vào bản thân. Tai Ách đột nhiên hỏi, nếu hắn không dựa vào bản thân được thì sao? Đạo nhất nhún vai, vậy thì dựa vào cha thôi. Nếu thực không được thì dựa vào muội muội cũng được. Tai Ách. Tu hành không có 5 tháng. Chớp mắt 1 tháng đã trôi qua, mà Diệp Huyên đã tính tọa trong tinh không cả 1 tháng rồi, 1 tháng này, hắn đều ngồi thiền. Thần là gì? 1 tháng nay, hắn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Suy nghĩ rất nghiêm túc, nhưng, có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Lúc này, Diệp Huyên cảm nhận sâu sắc được sự bất định của bản thân. Bên trong. Chấn định. Hắn thiếu sót căn cơ thâm hậu và chấn định,
Con đường này, bản thân hắn đi quá nhanh rồi. Như đạo nhất nói, người khác mấy vạn năm mới có thể đạt đến diệt phàm, mà bản thân mới 20 mấy tuổi đã đạt đến diệt phàm rồi. Như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Chắc chắn có. Kinh nghiệm hắn quá ít, bên trong quá cạn, không có sự chấn định từng trải qua 5 tháng. Quá sốc nổi. Làm gì cũng muốn cấp tốc. Đây chính là vấn đề lớn nhất hiện tại của hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bất giác cười khổ trong lòng. Đi nhanh quá cũng không phải là chuyện hoàn toàn tốt. Diệp Huyên mở mắt ra, hắn nhìn thanh kiếm trong tay. Phàm cảnh. Phàm cảnh là gì? Chính là bình thường, trở lại nguyên trạng ban đầu. Thật. Phàm kiếm sao lại mạnh? Bởi vì phàm kiếm là nhắm vào chân thật, một kiếm chém xuống đã nhắm thẳng vào bản chất. Trên phàm kiếm thì sao? Nhập thần. Như nghĩ đến gì đó, con người Diệp Huyên chợt co lại, linh hồn. Linh hồn. Phàm kiếm chém thân xác, vậy nhập thần này có phải nhắm vào linh hồn không? Linh hồn. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay, rơi vào trầm tư. Lúc này, hắn đang nhớ đến trước kia giao đấu với cao thủ nhập thần cảnh, cứ nghĩ một hồi, hắn chợt nhếch miệng. Vì hắn phát hiện, những cao thủ nhập thần cảnh đó sở dĩ có thể áp chế mình, nguyên nhân rất lớn chính là áp chế linh hồn. Thân xác chỉ là vẻ ngoài, linh hồn mới là bản chất chân chính. Một người thật sự chết đúng nghĩa là linh hồn tan biến, chứ không phải là thể xác tan biến. Linh hồn còn, thân xác còn có thể nặn lại. Linh hồn mới là bản chất thật sự. Phàm kiếm chém thân xác, nhập thần phá linh hồn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Đương nhiên, hắn không lập tức đạt đến nhập thần, nhưng hiện tại hắn đã không còn mờ mịt nữa, bởi vì hắn đã có phương hướng rồi. Linh hồn. Diệp Huyên lập tức lấy kiếm chấn hồn ra, sau đó bắt đầu giao lưu với kiếm chấn hồn. Hắn muốn hiểu thật rõ lĩnh vực linh hồn này. Ngoài giao lưu với kiếm chấn hồn, hắn còn nhớ lại kỹ càng một lượt những thứ liên quan về linh hồn trong bộ sách ở gian phòng trúc trước đó. Nếu nhập thần có liên quan đến linh hồn, thì đương nhiên phải tìm hiểu một chút về linh hồn này. Khi Diệp Huyên đang nghiên cứu về linh hồn, đạo nhất chỉ nhìn qua, nhưng nàng ta không nói gì mà chợt rời đi. Đạo nhất đến lối vào của dị duy giới, phía trước lốc xoáy đen kia, luồng kiếm khí vẫn còn. Nhưng, luồng kiếm khí này đang khẽ dao động. Nhìn kiếm khí kia dao động, đạo nhất rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, đạo nhất quay người rời đi. Vừa quay người, đạo nhất đã đến một vùng tinh không mênh mông. Tinh không tĩnh mịch không tiếng động. Mà tận cuối tinh không, một cô gái mặc váy trắng đang chậm chậm bước. Là cô gái váy trắng. Ngay lúc này, cô gái váy trắng đã dừng lại. Đạo nhất xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng, nàng ta nhìn cô gái váy trắng, cười nói, đánh ván cờ. Cô gái váy trắng gật đầu, được. Đạo nhất vung tay, một bàn cờ đã xuất hiện trước mặt hai cô gái. Đạo nhất cầm quân đen, cô gái váy trắng cầm quân trắng. Đạo nhất cầm một quân cờ hạ xuống, cười nói, ta trước. Vẻ mặt cô gái váy trắng bình tĩnh, tùy ý. Đạo nhất nhìn cô gái váy trắng, người đang đợi hắn. Cô gái váy trắng gật đầu. Đạo nhất hỏi, có thể hỏi mấy vấn đề không? Cô gái váy trắng dùng ngón tay kẹp quân cờ hạ xuống, không cam đoan sẽ trả lời. Đạo nhất cười nói, thực lực tiền bối mạnh đến cấp bậc nào? Cô gái váy trắng liếc nhìn đạo nhất, vô địch. Vô địch. Đạo nhất chớp mắt, là vô địch trong một khoảng thời gian. Vẻ mặt cô gái váy trắng vô cảm, luôn luôn vô địch. Đạo nhất trầm mặc. Cô gái váy trắng kẹp một quân cờ hạ xuống, có vấn đề sao? Đạo nhất cũng kẹp quân cờ hạ xuống, dừng lại một lúc, sau đó nàng ta hạ cờ, cười nói, tiền bối có biết dị duy tộc không? Cô gái váy trắng nói, tép diêu. Tép diêu. Đạo nhất nhìn cô gái váy trắng, tép diêu. Cô gái váy trắng đột nhiên nói, chứ có dùng kiến thức của ngươi để đánh giá ta, cô nương, ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh cả. Không biết gì. Đạo nhất trầm mặc một lúc rồi cười nói, tiền bối, dị duy tộc có người có khả năng đến tương lai, không chỉ có thể đi tới đi lui, mà còn có thể nghịch chuyển tương lai. Cô gái váy trắng liếc nhìn đạo nhất, vậy thì sao?
Đạo nhất nhìn cô gái váy trắng, tiền bối chắc hẳn biết như vậy có nghĩa gì. Cô gái váy trắng đột nhiên hỏi, trên thời gian là gì? Nghe vậy, đạo nhất chợt ngây người. Trên thời gian là gì? Cô gái váy trắng nhìn đạo nhất, thời gian chính là điểm cuối sức mạnh của thế giới này sao? Hai ngón tay đạo nhất siết chặt quân cờ, một lúc lâu sau, nàng ta khẽ nói, xin tiền bối chỉ giáo. Cô gái váy trắng nói, hỏi vấn đề khác đi, về phương diện này, ta và ngươi không cùng tầng cấp, nói chuyện không thú vị. Đạo nhất trầm mặc một lúc lâu, hạ quân cờ, cười nói, tiền bối, sở dĩ ngươi ở lại vũ trụ này, là muốn đợi hắn trưởng thành, đúng không? Cô gái váy trắng gật đầu. Đạo nhất hỏi, ngươi muốn hắn trở thành cao thủ như ngươi? Cô gái váy trắng gật đầu. Đạo nhất lại hỏi, chỉ vậy thôi sao? Cô gái váy trắng im lặng một lúc, sau đó nói, ngươi muốn hỏi ta có mong muốn khác? Đạo nhất gật đầu. Cô gái váy trắng nhìn tinh không xa xăm, muốn chết. Muốn chết. Trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đạo nhất nhìn cô gái váy trắng, lúc này, đột nhiên nàng ta cảm giác được sự bi thương. Vô địch. Người phụ nữ trước mặt này, quá mạnh. Mà kiểu mạnh mẽ này, là một dạng cô đơn, một dạng đau khổ. Cực hạn của võ đạo nằm ở đâu? Cực hạn của kiếm đạo nằm ở đâu? Cô gái váy trắng cầu chết là sao? Là cực hạn sao? Không phải cực hạn của võ đạo, cũng không phải cực hạn của kiếm đạo, mà là nàng ấy. Là cực hạn của bản thân. Đột nhiên cô gái váy trắng cầm quân cờ hạ xuống, ta hy vọng hắn đi cùng ta. Đạo nhất nhìn cô gái váy trắng, đi đâu? Cô gái váy trắng nhìn tinh không xa thẳm, không nói gì. Đạo nhất không hỏi thêm. Im lặng một lúc. Đạo nhất lại hỏi, nếu hắn không trưởng thành được thì sao? Cô gái váy trắng nhẹ giọng nói, vậy thì ta không đi nữa. Nghe vậy, đạo nhất đã hiểu. Cô gái váy trắng muốn đưa Diệp Huyên đi cùng, nhưng hiện tại thực lực Diệp Huyên quá yếu. Nàng ấy hy vọng Diệp Huyên thực sự trưởng thành. Đạo nhất không hỏi thêm, tập trung đánh cờ, bởi vì nàng ta phát hiện, người phụ nữ trước mắt này kỳ nghệ rất cao siêu. Nửa canh giờ sau. Cô gái váy trắng chợt đứng dậy, người thua rồi. Nói xong, nàng ấy đi về phía xa. Đạo nhất nhìn bàn cờ trước mặt, cười khổ, mười mấy vạn năm nay, lần đầu tiên nàng ta thua rồi. Dù là chủ nhân năm đó, về chuyện kỳ nghệ này cũng không bằng nàng ta. Mà lúc này, nàng ta đã thua cô gái váy trắng trước mặt này. Đây là một cô gái có trí thông minh vô cùng kinh người. Chẳng qua là cô gái này trước giờ đều không xem nhẹ trí thông minh. Chuyện có thể giải quyết bằng một kiếm thì sao phải đi chơi đùa mấy thứ màu mè như vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên dừng bước, người hẳn là vẫn còn vấn đề muốn hỏi. Đạo nhất gật đầu, về kiếm đạo của hắn, người có đề nghị gì không? Cô gái váy trắng lắc đầu, không. Đạo nhất chớp mắt, ngươi không chỉ điểm gì cho hắn sao? Cô gái váy trắng ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ nói, kiếm đạo của ta, hắn không hợp, hắn phải tự mình tạo ra kiếm đạo thuộc về bản thân. Đạo nhất gật đầu, đã hiểu rồi. Cô gái váy trắng đột nhiên lại nói, ngươi nói cho hắn, người dị duy thì hắn hãy tự mình giải quyết, nếu có thể tự mình giải quyết người dị duy, ta sẽ đến tìm hắn, hơn nữa sẽ cho hắn phần thưởng. Đạo nhất hỏi, nếu hắn không thể thì sao? Cô gái váy trắng nhìn đạo nhất, ta tin hắn. Nói rồi, nàng ta đi về phía xa. Sau lưng, đạo nhất vẫn im lặng. Đi một lúc lâu, cô gái váy trắng chợt nói, cô nương, thời gian và không gian có thể chuyển hóa lẫn nhau, thời gian trước giờ đều không hề vượt trội hơn không gian, thời gian và không gian là bình đẳng. Người của vùng vũ trụ này, đa phần chỉ nghiên cứu không gian, mà không nghiên cứu thời gian. Vì vậy người vũ trụ này đều rất yếu. Mà người dị duy chỉ nghiên cứu thời gian, bỏ qua không gian, vì thế bọn họ cũng rất yếu. Không có duy độ không gian, thì nào có duy độ thời gian? Tất thảy duy độ không gian đều tạo ra trên cơ sở duy độ không gian. Nếu cô nương muốn tiến thêm một bước, nhất định phải hiểu điểm này. Phía sau, đạo nhất nhìn cô gái váy trắng chằm chằm, trông như thể sóng biển cuồn cuộn, tiền bối, ngươi có biết? Nếu để người dị duy biết được chuyện này thì sẽ thế nào không?
cô gái váy trắng khẽ cười, sẽ vô địch sao? Đạo nhất trầm mặc một lúc rồi nói, tiền bối, trên cả thời gian và không gian thì sao? Cô gái váy trắng nói, duy độ đa trọng. Đạo nhất nhíu mày, duy độ đa trọng là gì? Cô gái váy trắng im lặng một lúc lại nói, ta giải thích với ngươi thì ngươi chưa chắc hiểu được, vì vậy không cần giải thích nữa. Sau này có thời gian thì học thêm chút đi, bớt làm những chuyện vô dụng kia, theo ta thấy, cô nương và kẻ thất học chẳng khác gì nhau cả. Đạo nhất. Thấy cô gái váy trắng dần đi xa, đạo nhất lại không nhịn được hỏi, tại sao tiền bối biết nhiều như vậy? Cô gái váy trắng bỗng dừng bước, nàng ấy quay đầu nhìn đạo nhất, ngươi cho rằng ta ở tinh không này cả ngày cứ đi ngắm sao thôi sao? Cô nương, ta cũng đang học tập, ngươi thảo luận với ta mấy chuyện về thời gian, không gian và duy độ, đó là những thứ ta chơi đùa còn sót lại từ mười mấy vạn năm trước, nếu không phải nể ngươi giúp ca ca ta thì ta thật không muốn chỉ cho ngươi những thứ này, thực sự quá ấu trĩ. Mà ngươi lại làm ra vẻ như huyền bí, cảm giác rất to lớn, khiến ta cũng xấu hổ thay. Nói xong, nàng ta như sợ đạo nhất lại hỏi thêm vấn đề gì, lập tức biến mất trong tinh không sâu thẳm. Đạo nhất đứng nguyên, vẻ mặt sững sờ. Trong tinh không, đạo nhất vẫn không nói gì. Mới đầu, nàng ta chỉ là đơn thuần cho rằng kiếm đạo cô gái váy trắng rất mạnh. Thế nhưng, nàng ta sai rồi. Cô gái váy trắng mạnh không chỉ đơn thuần là kiếm đạo mạnh. Về kiến thức của cô gái váy trắng, đã vượt qua vùng vũ trụ này rồi, cũng vượt qua cả người dị duy. Cô gái váy trắng tại sao lại mạnh như vậy? Hơn nữa càng lúc lại càng mạnh. Bởi vì nàng ta cũng đang học tập. Nghĩ đến đây, đạo nhất lắc đầu khẽ cười. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nàng ta bị người ta nói là thất học. Đương nhiên. Nàng ta không thể phản bác, trước mặt cô gái váy trắng thì đúng là nàng ta thất học. Một lúc sau, đạo nhất quay người rời đi. Đạo nhất quay về gian phòng trúc bên hồ, lúc này Diệp Huyên đang điên cuồng nghiên cứu những cuốn sách cổ liên quan đến linh hồn mà Diệp Thần từng để lại. Học tập. Lúc trước hắn không tu luyện linh hồn cho tốt, cho dù có tu luyện thì cũng chỉ đơn thuần là hấp thụ một vài linh hồn, nhưng cũng chưa từng tu luyện linh hồn theo hệ thống bao giờ. Mà hiện tại sau khi tiếp xúc với những kiến thức linh hồn này, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Linh hồn. Đây là điểm mà trước giờ hắn đều luôn xem nhẹ. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên đang học ở phía xa, nàng ta không đến làm phiền Diệp Huyên. Khoảng chừng một canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi phòng trúc, hắn đến một vùng tinh không, sau khi tiến vào tinh không, hắn lập tức xuất khiếu linh hồn. Lĩnh hội. Ở bên hồ. Một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt đạo nhất. Chính là A Mệnh, bên cạnh A Mệnh còn có pháp tắc thời gian và một cô gái đi theo, cô gái mặc trường bào màu đen, đeo mạng che mặt. Pháp tắc nhân quả. Pháp tắc nhân quả liếc nhìn xung quanh, chủ nhân đâu? Đạo nhất cười nói, đang tu luyện, trước đừng làm phiền hắn. Pháp tắc nhân quả nhìn đạo nhất, ngươi muốn làm gì? Đạo nhất nói, đi theo ta. Nói xong. Nàng ta lập tức đưa các cô gái biến mất. Không lâu sau, các cô gái đã đến trước lốc xoáy màu đen thông qua dị duy giới. Pháp tắc sinh mệnh cũng ở đó. Đạo nhất, pháp tắc vận mệnh, pháp tắc thời gian, pháp tắc nhân quả, pháp tắc tai ách, pháp tắc luân hồi. Chín đại pháp tắc, thì đã có 6 vị tập trung ở đây rồi. Các cô gái nhìn nhau, trong lòng đều có chút phức tạp. Đạo nhất đi đến phía trước lốc xoáy đen kia, nàng ta nhìn luồng kiếm khí các ngươi xem. Mọi người nhìn luồng kiếm khí đó, rất nhanh chóng, A Mệnh đã nhíu mày, đang tan biến. Đạo nhất gật đầu, luồng kiếm khí đang dần dần biến mất. Cũng có nghĩa là, dị duy tộc đã ra tay rồi. A Mệnh nhìn đạo nhất, phòng ấn sắp biến mất rồi sao? Đạo nhất gật đầu, sắp rồi. A Mệnh nhíu mày, sắp. Đạo nhất cười nói, xem ra, dị duy tộc cũng có chút e ngại chủ nhân. A Mệnh trầm giọng nói, năm đó bọn họ đã thắng chủ nhân, tại sao còn phải e sợ chủ nhân? Đạo nhất nhẹ giọng nói, tuy bọn họ đã thắng, nhưng, chủ nhân cũng đã ngáng chân bọn họ. A Mệnh gật đầu, hiểu rồi. Đạo nhất cười nói, ta đi vào một chuyến, sau này, chủ nhân giao lại cho các ngươi đấy. Nói xong. Nàng ta quay người đi vào lốc xoáy đen kia. Lúc này,
A Mệnh đột nhiên nói, người đi làm gì? Đạo Nhất không buồn quay đầu, tìm đường chết. Nói xong, nàng ta đã biến mất sâu trong lốc xoáy. Thấy vậy, mấy người A Mệnh đều nhíu chặt mày. Lúc này, A Mệnh muốn đi vào, nhưng nàng ta lại bị Pháp Tắc Tai Ách ngăn lại. Pháp Tắc Tai Ách trầm giọng nói, tin tưởng nàng ta. A Mệnh nhìn lốc xoáy đen kia, im lặng không nói. Pháp Tắc Tai Ách nói, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là giúp chủ nhân nâng cao thực lực. A Mệnh lắc đầu, Tai Ách, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta không thể đặt mọi hy vọng lên người chủ nhân được. 5 năm, cho dù chủ nhân khôi phục được như thời kỳ đỉnh cao, thì có thể làm gì được? Tai Ách không nói gì. A Mệnh lại nói, Đạo Nhất rốt cuộc muốn làm gì? Tai Ách lắc đầu, ta cũng không biết. A Mệnh nhìn lốc xoáy đen, nhẹ giọng nói, đến hiện tại ta vẫn không nhìn thấu được nàng ta. Trong mấy tỉ muội chúng ta, nàng ta và tên kia là thần bí nhất. Tai Ách nhìn A Mệnh, năm đó chủ nhân muốn chúng ta đừng hận nàng ta. A Mệnh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, Pháp Tắc Luân Hồi đột nhiên nói, tình hình trước mắt thì bên chúng ta không có khả năng thắng. Kể cả khi chủ nhân có khôi phục được thực lực thời kỳ đỉnh cao. Pháp Tắc Sinh Mệnh gật đầu, đúng là không có khả năng thắng được. Tai Ách khẽ nói, tin tưởng Đạo Nhất. Tin tưởng Đạo Nhất. Mọi người đều im lặng. Lúc này, A Mệnh đột nhiên quay đầu, tiếp đó, nàng ta lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Diệp Huyên. Lúc này hơi thở xung quanh Diệp Huyên đang điên cuồng tăng mạnh. Linh hồn Diệp Huyên hiện tại đã quay về trong thân xác. Lúc này, những pháp tắc còn lại cũng đã xuất hiện trong sân. Mọi người đều đang nhìn Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở bừng hai mắt, không gian xung quanh trong vòng vạn dặm lập tức dao động từng đợt. Nhập thần. Lúc này hắn đã từ phàm đến nhập thần. Khác biệt lớn nhất giữa nhập thần và nhập phàm chính là ở chỗ sau khi nhập thần, linh hồn càng trở nên mạnh hơn. Nhập phàm là siêu thoát cảnh giới. Nhập thần là siêu thoát thân xác. Chênh lệch giữa hai cái thực sự rất lớn, nhưng sức chiến đấu giữa hai cái cũng không khác biệt lớn như vậy. Bởi vì nếu thân xác đủ mạnh thì cũng có thể vượt qua linh hồn. Giống như hắn trước đây, hắn có thể dựa vào giáp chiến thần và huyết mạch chi lực mới có thể đấu lại được cao thủ nhập thần cảnh. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, cảm thấy thế nào? Diệp Huyên nhìn A Mệnh, cảm thấy rất mạnh. A Mệnh nhướng mày, đấu hai chiêu. Diệp Huyên gật đầu. A Mệnh chợt biến mất tại chỗ, Diệp Huyên lập tức đâm một kiếm. Ầm. Diệp Huyên lập tức lùi cả vạn trượng. Sau khi hắn dừng lại, kiếm trong tay hắn lập tức nứt ra. Sau khi kiếm linh rời đi, kiếm của hắn hiện tại đều chỉ là một vài kiếm bình thường. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm rạn nứt trong tay, sau đó nhìn A Mệnh, mạnh quá. A Mệnh nhìn thân xác Diệp Huyên, thân xác quả thực không tệ. Diệp Huyên hít sâu một hơi, có chút phấn khích. Thấy vậy, ánh mắt A Mệnh có chút kinh ngạc, hình như ngươi không hề thấy nản lòng chút nào. Diệp Huyên cười nói, tại sao phải nản lòng? Ngươi mạnh hơn ta, đây là chuyện tốt. A Mệnh không hiểu, tại sao? Diệp Huyên khẽ nhếch miệng cười, bởi vì như vậy thì ta có thể biết được bản thân mình vẫn chưa đủ. Chưa đủ. Thất bại là chuyện xấu sao? Không. Thất bại là chuyện tốt. Tuy rằng hắn vừa mới đột phá thì đã bị đánh bại, nhưng trong lòng hắn không hề nản chí chút nào, bởi vì thất bại có thể khiến đầu hắn thanh tỉnh, có thể khiến hắn cảm thấy bản thân chưa đủ. Nghe thấy Diệp Huyên nói vậy, A Mệnh khẽ gật đầu, người khiến ta có chút bất ngờ. Diệp Huyên khẽ cười, Đạo Nhất đâu? A Mệnh nhìn Diệp Huyên, đến dị duy giới rồi. Diệp Huyên nhíu mày, đến dị duy giới. A Mệnh gật đầu. Diệp Huyên trầm mặc, nàng ta đi làm gì? A Mệnh nói, phòng ấn bị nới lỏng, có lẽ nàng ta đi là vì chuyện này. Vẻ mặt Diệp Huyên u ám, có nguy hiểm hay không? A Mệnh gật đầu, có. Diệp Huyên im lặng không nói. A Mệnh nhìn Diệp Huyên, cũng không nói gì. Diệp Huyên chợt nói, ta đi tìm nàng ta. Nói rồi, hắn quay người rời đi. A Mệnh nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nếu nàng ta gặp nguy hiểm, người cứu nàng ta thế nào? Diệp Huyên cũng không quay đầu, ta sẽ tự sát ở dị duy giới,
mọi người cùng chết. A mệnh. Rất nhanh, Diệp Huyên đã đến chỗ lốc xoáy đen thông qua dị duy giới kia, khi nhìn thấy kiếm khí kiếm đạo kia đã biến mất hơn phân nửa, vẻ mặt hắn trùng xuống. Ngay cả kiếm khí của đại ca cũng đang biến mất. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó định đi vào thì lúc này, A Mệnh đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên đang muốn nói thì A Mệnh đã nói, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên ngây người. Hắn vốn nghĩ rằng A Mệnh đến là để ngăn hắn lại. A Mệnh nói, ta cũng muốn đi xem. Diệp Huyên gật đầu, được. Lúc này, mấy người pháp tắc Tai Ách đột nhiên xuất hiện trong sân, Tai Ách nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc mình muốn đi vào. Diệp Huyên gật đầu. Tai Ách trầm giọng nói, với thực lực hiện tại của ngươi, đi vào thì chắc chắn sẽ chết. Diệp Huyên cười nói, vậy đại khái thì ta phải tu luyện đến trình độ nào mới có thể đi vào mà không chết chứ? Tai Ách trầm mặc. Cho dù Diệp Huyên tu luyện đến trạng thái đỉnh cao như tiền kiếp thì đi vào cũng không đánh lại được người dị duy. Diệp Huyên cười nói, ta cũng muốn nỗ lực, muốn dựa vào thực lực bản thân để thay đổi mọi thứ, nhưng ta biết, chuyện này không thực tế. Nhưng, ta cũng sẽ không từ bỏ, ta sẽ cố hết sức, nếu cuối cùng ta vẫn không đấu lại được người dị duy, thì đó là do ta đáng chết. Ta nhận. Người, có thể thua. Nhưng, nhất định phải cố hết sức. Bởi vì khi ngươi cố hết sức mình thì dù thua, ngươi cũng sẽ không hối hận. Đời người há có thể thập toàn thập mỹ. Mọi chuyện chỉ cố gắng hết sức có thể. Hắn cũng nhận thấy rõ, hắn có tu luyện 10 năm nữa cũng không đánh được người dị duy. Mà người dị duy chắc chắn sẽ không cho hắn 10 năm. Hiện tại hắn đi vào hay sau này đi vào cũng không có gì khác biệt. Tai Ách trầm mặc một lúc rồi nói, chúng ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên gật đầu, không cần, các ngươi cứ ở đây, ta sợ người dị duy sẽ dùng cách khác bước vào thế giới này, vì vậy, ở đây cần các ngươi trấn thủ. Tai Ách nhìn Diệp Huyên, đồng ý với chúng ta, phải sống quay lại. Diệp Huyên cười nói, không dám cam đoan. Nói xong, hắn và A Mệnh quay người đi vào trong lốc xoáy đen đó. Ngay sau khi Diệp Huyên và A Mệnh đi vào lốc xoáy đen, một cô gái đột nhiên xuất hiện trong sân. Khi nhìn thấy cô gái này, vẻ mặt mấy người Tai Ách trong sân thoáng chốc đều thay đổi. Đây không phải ai khác, là cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng đột nhiên xuất hiện khiến mấy cô gái Tai Ách đều sửng sốt. Cô gái này sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Cô gái váy trắng không quan tâm mấy người Tai Ách, nàng đứng trước lốc xoáy đen kia. Tai Ách nhìn cô gái váy trắng, cô muốn làm gì? Cô gái váy trắng nhìn lốc xoáy đen kia, đợi hắn đi ra. Tai Ách do dự chốc lát, sau đó nói, tại sao ngươi không đi vào tìm hắn? Cô gái váy trắng nhìn Tai Ách, liên quan đến ngươi sao? Tai Ách! Lúc này, pháp tắc sinh mệnh ở bên cạnh đột nhiên nói, đa tạ lúc trước tiền bối đã không giết chết. Thật ra, đạo nhất không thể cứu người khác ở trước mặt cô gái váy trắng. Lúc đó cô gái váy trắng đã phát hiện đạo nhất đang cứu người, nhưng nàng ta không hề ngăn đạo nhất, lại càng không giết chết pháp tắc sinh mệnh, nếu không ngay cả đạo nhất cũng không cứu được pháp tắc sinh mệnh. Cô gái váy trắng không đáp lời pháp tắc sinh mệnh. Sinh mệnh của pháp tắc sinh mệnh đối với nàng ta mà nói, chẳng hề quan trọng. Giết cũng được. Không giết cũng được. Lúc này, Tai Ách ở bên cạnh lại nói, nếu hắn không ra thì sao? Vẻ mặt cô gái váy trắng vô cảm, vậy ta đi vào. Tai Ách có chút hiếu kỳ, đi vào làm gì? Cô gái váy trắng liếc nhìn Tai Ách, đi vào ngắm sao? Tai Ách! Sau khi Diệp Huyên đi vào trong lốc xoáy, hai người lập tức đã đến một vùng không gian kỳ lạ trong thông đạo. Xuyên qua không gian, tốc độ hai người rất nhanh, nhanh đến mức Diệp Huyên cũng không thích ứng được. Nếu không phải thân xác hắn đã đạt đến thân xác duy độ thì hắn căn bản không thể tồn tại được trong không gian này. Diệp Huyên nhìn phía xa, bao lâu thì chúng ta có thể dị duy giới? A Mệnh lắc đầu, ta chưa từng đến dị duy giới. Diệp Huyên quay đầu nhìn A Mệnh, có chút kinh ngạc, chưa từng đến. A Mệnh gật đầu, phong ấn mà chủ nhân để lại năm đó, để ngăn cản dị duy giới nhưng cũng ngăn cản chúng ta bên này. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mệnh, biết lai lịch đạo nhất không?
A Mệnh nói, ý người muốn nói nàng ta có thể đến từ dị duy giới đúng không? Diệp Huyên gật đầu. A Mệnh cười nói, tại sao lại nghĩ như vậy? Diệp Huyên trầm giọng đáp, cách sử dụng và hiểu biết của nàng ta về thời gian có thể còn hơn cả pháp tắc thời gian, đúng chứ? A Mệnh gật đầu, đúng thực là hơn pháp tắc. Diệp Huyên khẽ nói, vậy thì chỉ có một cách giải thích, nàng ta chính là người dị duy. A Mệnh không nói gì. Diệp Huyên hỏi, người nghĩ thế nào? A Mệnh hỏi ngược lại, nếu nàng ta thật sự là người dị duy thì sao? Diệp Huyên im lặng. Nếu đạo nhất thật sự là người dị duy thì sao? Tại sao nàng ta lại muốn giúp người của mình chống lại dị duy tộc? Như vậy thật khó hiểu. Lúc này, A Mệnh nhẹ giọng nói, ta hiểu một chút suy nghĩ của nàng ta rồi. Diệp Huyên nhìn A Mệnh, mà A Mệnh lại không nói gì. Ở điểm cuối thông đạo truyền tống không gian này, một cô gái đang chậm chậm bước đi. Chính là đạo nhất. Không biết qua bao lâu, đạo nhất đột nhiên dừng lại, trước mặt nàng ta là một vùng tinh không vô tận, mà ở vùng tinh không này lại xuất hiện đầy những phù văn màu đen kỳ lạ. Phong ấn. Ở đây, chính là phong ấn Diệp Thần để lại năm đó. Mà xuyên qua tinh không này chính là dị duy giới. Nhìn những phù văn đen u tối kia, đạo nhất lắc đầu khẽ cười. Nàng ta biết tại sao phong ấn này lại biến mất nhanh như vậy rồi. Chắc là do kiếm tu làm. Kiếm tu kia muốn đến dị duy giới, nhất định phải xuyên qua phong ấn này. Rõ ràng lúc kiếm tu đến dị duy giới, mặc dù không trực tiếp phá vỡ phong ấn này nhưng cũng đã làm ảnh hưởng phong ấn này rồi. Lúc này, một bóng người hư ảo đột nhiên xuất hiện trước mặt đạo nhất, nhìn từ vẻ ngoài thì là một cô gái. Bóng người hư ảo tồn tại trong duy độ không gian. Vì vậy với góc độ người bình thường sẽ không nhìn thấy nàng ta. Đạo nhất cười nói, nói chuyện. Bóng người hư ảo lắc đầu, người không có tư cách. Đạo nhất nhìn bóng người hư ảo, tha cho hắn, chính là tha cho dị duy tộc. Bóng người hư ảo, hình như ngươi đã quên thân phận của mình rồi. Đạo nhất cười nói, ta chính là không quên thân phận của bản thân nên mới đến nói chuyện với ngươi. Tha cho hắn chính là tha cho dị duy tộc. Bóng người nói, năm đó hắn đã giết 13,000 người tộc ta, người đã quên rồi sao? Đạo nhất im lặng. Bóng người hư ảo nói, năm đó, chúng ta cũng từng cho hắn cơ hội, nhưng hắn không hề lựa chọn cơ hội này. Lần này, chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội nữa. Mà ngươi, hình như đã quên mất mục đích năm đó ở lại bên này rồi. Ngươi không chỉ không giết hắn, mà còn giúp hắn, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Đạo nhất khẽ nói, ta biết. Bóng người nói, ta lại thấy ngươi không biết. Mười mấy năm, trong tộc có bao nhiêu người ngã xuống, ngươi có biết hay không? Đạo nhất không nói gì. Bóng người hư ảo tiếp tục nói, năm đó hắn có ơn với ngươi, ngươi có tình với hắn, ta có thể hiểu được, nhưng, ngươi quên mất người trong tộc rồi sao? Đạo nhất nhìn bóng người, ta không phải đến để xin ngươi bỏ qua cho hắn, ta là muốn khiến ngươi hiểu, hắn không giống với trước kia. Chủ nhân trước kia, cô độc một mình, nhưng hắn của hiện tại không phải như vậy, các ngươi động đến hắn, dị duy tộc sẽ không ngóc đầu dậy nổi. Bóng người nói, ngươi nói đến cô gái váy trắng kia sao? Đao nhất nheo hai mắt, các ngươi đã biết về sự tồn tại của nàng ta. Bóng người nói, đúng. Đạo nhất nhìn bóng người chằm chằm, nàng ta muốn dùng dị duy tộc để tôi luyện chủ nhân, nếu dị duy tộc thật sự động đến hắn. Khi chủ nhân không thể chống lại các ngươi thì chắc chắn nàng ta sẽ ra tay. Ngươi có nắm chắc sẽ đối phó được nàng ta không? Bóng người cười lạnh, nếu thật sự rất mạnh, thì tại sao nàng ta không đến dị duy tộc ta? Đạo nhất thở dài trong lòng. Cô gái váy trắng không phải không đến dị duy giới, mà là nàng ấy căn bản không để mắt đến dị duy giới. Thực lực của cô gái này, không chỉ vượt qua vùng vũ trụ này, mà còn vượt xa cả dị duy giới. Nàng ấy chỉ đang đợi ca ca nàng ta trưởng thành. Chỉ là nàng ta biết rất rõ, dù nàng ta có giải thích rõ với dị duy tộc thì dị duy tộc cũng sẽ không nghe theo. Lúc này, bóng người kia lại nói, đạo nhất, hiện tại ngươi còn có cơ hội lấy công chuộc tội, chỉ cần ngươi phá vỡ phong ấn này, ta có thể cam đoan với ngươi tộc trưởng sẽ không trách chuyện cũ. Đạo nhất lắc đầu, ta sẽ không làm. Bóng người hư ảo đột nhiên lao xuống dưới. Trực tiếp siết chặt cổ họng đạo nhất,
hung tợn nói, ngươi thật sự muốn phản tộc vì một sinh vật hèn hạ. Đạo nhất nhìn chằm chằm bóng người hư ảo kia, đừng sỉ nhục hắn. Bóng người giống giận, hắn chính là sinh vật ti tiện. Đạo nhất đột nhiên co một gối về phía trước. Ầm. Bóng người kia lập tức bay đi, sau đó, đạo nhất lập tức lao lên, vừa lao lên không gian xung quanh đã dao động dữ dội. Tốc độ đạo nhất rất nhanh, khi bóng người kia chưa kịp phản ứng thì một quyền đã đánh vào người nàng ta. Ầm. Bóng người lập tức trở nên hư ảo. Bóng người hung hăng nói, đạo nhất, người muốn chết sao? Vẻ mặt đạo nhất bình tĩnh, đúng là có phần muốn chết. Bóng người cười lạnh, người muốn chết, vậy muội muội ngươi thì sao? Ngươi cũng muốn khiến nàng ta chết sao? Vẻ mặt đạo nhất thoáng chốc trở nên hung tợn, năm đó các người đã đồng ý với ta, để nàng ấy tự do. Bóng người nói, đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Đạo nhất, nếu ngươi không giết hắn, thì muội muội ngươi sẽ bị đuổi khỏi tộc, suốt đời suốt kiếp. Đạo nhất tức giận, nói không giữ lời. Bóng người cười nói, đạo nhất, ngươi nghĩ là không có ngươi, chúng ta sẽ không thể đến được sao? Cho dù chủ nhân ngươi có thức tỉnh thì có thể làm gì? Ngươi thật sự cho rằng hắn có thể ngăn cản chúng ta lần nữa sao? Muốn ngươi giết hắn, chỉ là không muốn thêm nhiều phiền phức thôi. Hai tay đạo nhất siết chặt, nàng ta trầm mặc một lúc rồi nói, để ta gặp muội muội ta. Bóng người nói, đợi đó. Nói xong, nàng ta hoàn toàn trở nên hư ảo. Đạo nhất chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đạo nhất, âm thanh của Diệp Huyên đột nhiên vang lên sau lưng nàng ta. Đạo nhất quay người, Diệp Huyên và A Mệnh đã xuất hiện trước mặt nàng ta. Hai người đã đến một lúc rồi. Vừa nãy đạo nhất nói chuyện với bóng người kia, hai người cũng đã nghe thấy. Vẻ mặt Diệp Huyên phức tạp, người thật sự là người dị duy. Đạo nhất khẽ cười nói, đoán được từ lúc nào. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, không lâu trước đó. Đạo nhất gật đầu, ta chính là người dị duy. A Mệnh chợt nói, vậy năm đó tại sao ngươi lại đến thế giới này? Đạo nhất nhẹ giọng nói, ta là ngoài ý muốn đến thế giới này, sau đó thần xui quỷ khiến lại gặp được chủ nhân. Nói rồi, nàng ta lắc đầu, gặp được ta, là bất hạnh của chủ nhân. A Mệnh nhìn đạo nhất. Năm đó là người dị duy dùng người thân của ngươi để ép ngươi phản bội chủ nhân. Đạo nhất khẽ cười nói, mặc kệ là lý do gì, chung quy ta cũng đã phản bội chủ nhân, nếu không phải ta, người dị duy muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nói rồi, vẻ mặt tươi cười của nàng ta dần trở nên chua xót, chủ nhân cũng thật ngốc, sớm đã biết thân phận và lai lịch của ta, nhưng trước giờ chưa từng đề phòng ta. A Mệnh lại hỏi, bản thể của ngươi thì sao? Đạo nhất nói, bản thể ta. Nói rồi nàng ta khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyên bỗng hỏi, bọn họ là muốn để ngươi giết ta, sau đó giải phong ấn nơi này. Diệp Huyên gật đầu, bọn họ muốn phá vỡ phong ấn ở đây ít nhất phải cần mấy năm, mà nếu ta giúp bọn họ có thể lập tức phá vỡ được phong ấn nơi này. Rõ ràng là họ đợi không kịp nữa rồi. A Mệnh hỏi, tại sao đợi không kịp? Đạo nhất do dự chốc lát, sau đó lắc đầu, không nói gì. A Mệnh nhíu mày, đang định hỏi thì đột nhiên Diệp Huyên lại nói, ta có thể xem phong ấn kia không? Hắn biết, sở dĩ đạo nhất thay đổi thái độ với hắn, chính là vì phong ấn kia. Phong ấn do Diệp Thần để lại. Hắn rất hiếu kỳ về nội dung trong thư, rốt cuộc là gì mà khiến đạo nhất ở trước mặt đây lại thay đổi chủ ý. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên. Cười nói, đợi lát nữa cho ngươi xem. Diệp Huyên hỏi, hiện tại không được sao? Đạo nhất gật đầu, Diệp Huyên vẫn còn muốn nói gì đó thì lúc này, không gian sau lưng ba người bỗng chuyển động. Đạo nhất xoay người, lúc này, một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt ba người. Cô gái cũng mặc một bộ váy trắng, dáng vẻ rất giống với đạo nhất. Rõ ràng đây chính là muội muội của đạo nhất. Cô gái nhìn đạo nhất, vẻ mặt bình tĩnh. Đạo nhất đi đến trước mặt cô gái, vẻ mặt phức tạp, A Cổ, vài năm nay, vẫn ổn chứ? Cô gái khẽ cúi đầu, không nói gì. Đạo nhất nắm lấy tay A Cổ, áy náy nói, xin lỗi, mấy năm nay tỷ tỷ chưa từng chăm sóc muội, khiến muội. Ngay lúc này, đột nhiên trong tay A Cổ xuất hiện một con dao găm kỳ lạ, sau đó,
nàng ta trực tiếp đâm một đao vào bụng Đạo Nhất. Ầm. Trong thoáng chốc, toàn thân Đạo Nhất cứng đờ tại chỗ, sau đó thân thể nàng ta bắt đầu biến mất nhanh chóng. Thấy vậy, Diệp Huyên và A Mệnh đều biến sắc. Diệp Huyên đang định ra tay thì lúc đó, Đạo Nhất đột nhiên run giọng nói, đừng. Đây là Tuế Nguyệt Thần Đao, trong đó có chứa sức mạnh thời gian 5 tháng vô cùng mạnh, người không thể chống đỡ được sức mạnh này. A Mệnh cũng ngăn Diệp Huyên, vũ khí này khiến nàng ta cũng cảm nhận được nguy hiểm. A Cổ nhìn Đạo Nhất chằm chằm, đôi mắt nàng ta không ngừng rơi lệ, tại sao? Tại sao tỷ lại vì một tên loài người thấp hèn mà phản bội tộc nhân? Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tay trái Đạo Nhất khẽ chạm vào gương mặt A Cổ, nhẹ giọng nói, bởi vì tỷ tỷ thích loài người này. A Cổ giống giận, hắn chỉ là một tên loài người thôi mà. Một sinh linh thấp hèn, một chủng tộc thấp hèn, sao tỷ lại thích hắn? Tỷ biết không, tỷ khiến cả A Cổ thị chúng ta đều hổ thẹn. Nói rồi, tay phải nàng ta cầm dao đâm mạnh vào. Ầm. Thân thể Đạo Nhất càng trở nên hư ảo, nàng ta khẽ nhíu mày, thoáng chốc, nàng ta khẽ cười, nhà đầu ngốc, thích một người, không phải do bản thân mình khống chế được. Nói rồi nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, vốn muốn ở cạnh ngươi thêm một thời gian, nhưng chuyện không như ý muốn. Đồng ý với ta, đừng đi tìm bản thể ta, càng đừng cứu ta, cái chết đối với ta mà nói, thật sự là giải thoát, sống thật quá đau khổ. Vừa dứt lời, nàng ta ngẩng đầu nhìn tinh không vô tận, khẽ cười nói, kiếp này, ta không còn nợ ai nữa rồi. Nói xong, thân thể nàng ta đột nhiên biến thành vô số điểm sao bay khắp xung quanh, khi những điểm sao này tản ra thì phong ấn xung quanh cũng bắt đầu dao động. Gia cố phong ấn, nàng ta đang dùng sinh mệnh của mình gia cố phong ấn nơi này. Lúc này, một bức thư đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyên, trên thư chỉ có một chữ, yêu. Nhiều năm trước, ở dưới gốc cây. Cô gái đang đọc sách đột nhiên ngẩng đầu hỏi người đàn ông đang dựa vào gốc cây, người yêu ta không? Người đàn ông chợt ngây người, sau đó dùng sách vỗ nhẹ vào đầu cô gái, cười nói, ta thích ngươi, thích mọi người. Cô gái khẽ cúi đầu, ánh mắt có chút thất vọng khó che giấu. Biến mất rồi. Trong tinh không, đầu óc Diệp Huyên trống rỗng. Đạo Nhất mới nãy vẫn còn tốt mà cứ vậy biến mất rồi. Lúc này, A Cổ ở phía xa đột nhiên nhìn Diệp Huyên, ánh mắt nàng ta không hề che giấu sỉ nhục, sinh linh ti tiện. Vừa dứt lời, nàng ta đã lập tức lao về phía Diệp Huyên. A Mệnh nhíu mày, bước một bước về phía trước, đánh ra một quyền. Ầm ầm. A Cổ kia bị đẩy lùi. A Mệnh quay đầu nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi. Nàng ta đã có thể cảm nhận được, xung quanh có rất nhiều hơi thở thần bí mà lại rất mạnh. Đây là cao thủ dị duy tộc. Diệp Huyên đang định nói, thì A Mệnh lập tức đã đưa hắn biến mất tại chỗ. Trong sân, A Cổ kia ngẩng đầu nhìn phong ấn xung quanh kia, trong mắt nàng ta, nước mắt rơi không ngừng, một lúc sau, thoáng chốc vẻ mặt nàng ta đã trở nên lạnh lùng, người lại vì một tên loài người hèn hạ mà chết, thật đáng chết. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Một bên khác. Khi Diệp Huyên và A Mệnh rời khỏi lốc xoáy đen kia, cô gái váy trắng đã biến mất. Tai Ách nhìn hai người, Đạo Nhất đâu? A Mệnh trầm giọng nói, nàng ta không còn rồi. Không còn. Tai Ách nhíu mày, ý ngươi là sao? A Mệnh kể lại chuyện lúc nãy một lượt. Sau khi nghe xong, Tai Ách nhẹ giọng nói, thì ra, nàng ta thật sự là người dị duy. Thật ra, nàng ta cũng từng nghi ngờ. Bởi vì trình độ về thời gian của Đạo Nhất thực sự quá uyên thâm. Còn hơn cả pháp tắc thời gian. A Mệnh trầm giọng nói, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Thời gian không còn nhiều. Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên biến mất. A Mệnh nhìn về phía xa, nàng ta do dự chốc lát sau đó cũng đi theo. Diệp Huyên đến hòn đảo nhỏ kia, hắn đi đến trước gốc cây kia, ở đây chính là nơi Diệp Thần và các pháp tắc thường đến. Nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng Diệp Huyên có chút xúc động, hắn nhìn A Mệnh bên cạnh, nếu không phải người dị duy, chắc chắn các ngươi sẽ sống rất tốt, đúng chứ? A Mệnh gật đầu, nàng ta nhìn xung quanh, vẻ mặt phức tạp. Diệp Huyên bỗng nói, Đạo Nhất còn sống, đúng không? A Mệnh nhìn Diệp Huyên, người muốn cứu nàng ta.
Diệp Huyên khẽ nói, ta không biết. Trong đầu hắn vẫn không thể quên được lời Đạo Nhất nói với hắn trước thời khắc cuối. Nàng ta sống rất mệt. Sống đối với nàng ta mà nói, là một sự đau khổ. Tộc nhân. Người yêu. Muội muội. Thật ra, nàng ta sống thật sự rất đau khổ. A Mệnh đột nhiên nói, không thể quay lại quá khứ. Diệp Huyên nói, chúng ta vẫn còn hơn 4 năm. A Mệnh gật đầu, 4 năm rưỡi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, giúp ta một chuyện. A Mệnh nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên nói, tìm một người. A Mệnh gật đầu, chỉ cần đối phương ở vùng vũ trụ này là được. Diệp Huyên cười nói, chắc chắn ở đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, A Mệnh bỗng nói, giúp ta một chuyện trước đã. Diệp Huyên nhìn A Mệnh chỉ trên cây, hộp của ta. Diệp Huyên nhìn cái hộp A Mệnh chỉ, xuống. Cái hộp chậm rãi hạ xuống, sau đó bay đến trước mặt A Mệnh. A Mệnh mở hộp ra, nàng ta lấy ra một bức thư, nhìn một lúc lâu sau đó nàng ta lẳng lặng cất bức thư. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, là gì vậy? A Mệnh khẽ nói, không có gì, đi tìm người mà ngươi muốn tìm trước đi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên không biết phải nói gì. Không lâu sau, hai người đã biến mất khỏi đảo nhỏ. Nơi nào đó trong tinh không, hai người xuyên qua tinh không. A Mệnh nói, người muốn làm gì? Diệp Huyên nói, ta không muốn cố gắng nữa. A Mệnh nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, người dị duy mạnh hơn ta nhiều như vậy, tại sao ta phải tự mình đánh chứ? A Mệnh nói, Đạo Nhất nói, người phải dựa vào bản thân. Diệp Huyên nói, Đạo Nhất không còn nữa. A Mệnh không nói gì thêm. Ở bên hồ, trong gian phòng trúc. Một luồng hơi thể mạnh mẽ đột nhiên lan ra từ trong gian phòng trúc, ngay sau đó, một cô gái đã đi ra. An Lan Tú. Nàng đã đạt đến nhập thần rồi. Ở bên cạnh, pháp tắc tai ách nhìn An Lan Tú, không thể không nói, trong lòng nàng ta có chút kinh ngạc, thiên phú cô gái nhỏ trước mặt này không chỉ cao bình thường. Mà còn hơn cả chính bọn họ năm đó. Nếu có người sớm chỉ dẫn, thì thành tựu không chỉ như vậy. Lúc này, trong gian phòng trúc lại có một luồng hơi thở mạnh mẽ truyền ra. Tai ách quay đầu nhìn qua, lại có một cô gái đi ra. Tiểu Thất. Kiếm tu Tiểu Thất. Tai ách nhìn Tiểu Thất, người luân hồi. Tiểu Thất không nói gì. Tai ách nói, kể từ bây giờ, các ngươi cần phải hiểu về thời gian. Chỉ có hiểu thời gian thì sau này các ngươi mới có thể chống lại được người dị duy. An Lan Tú khẽ gật đầu, vẫn mong cô nương chỉ điểm. Tai ách lắc đầu, thời gian nhất đạo, người am hiểu nhất là Đạo Nhất, mà hiện tại, Đạo Nhất đã không còn, cứ để pháp tắc thời gian dạy các ngươi đi. Nàng ta vừa dứt lời, một cô gái đã xuất hiện trước mặt hai cô gái. Chính là pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian nhìn hai cô gái, đi. Nói rồi, nàng ta lập tức đưa hai cô gái biến mất, lúc xuất hiện lại thì đã ở trong duy độ thời gian rồi. Pháp tắc thời gian nhìn hai cô gái, đây là duy độ thời gian của ta, mỗi người đều có duy độ thời gian của riêng mình, hiện tại chuyện các ngươi cần làm là hiểu rõ duy độ thời gian, sau đó phải có năng lực chặt đứt duy độ thời gian này. Thời gian sau đó, hai cô gái bắt đầu đi theo pháp tắc thời gian học tập. Ở lầu các nào đó, hôm nay... Một cô gái đột nhiên từ trong lầu các đi ra. Mộ Niệm Niệm. Khi Mộ Niệm Niệm đi ra, không gian xung quanh lập tức trở nên trong suốt. Đỉnh cao phá thần cảnh. Không chỉ vậy, hiện tại trình độ không gian của nàng ta đã vượt qua phá thần cảnh rồi. Mộ Niệm Niệm nhìn không gian kỳ lạ trước mặt, khẽ nói, đây là duy độ không gian sao? Nói rồi, nàng ta ngẩng đầu nhìn chân trời, nhẹ giọng nói, thời gian, không gian. Duy độ thời gian được xây dựng trên không gian, vậy hai thứ có phải có thể kết hợp lại không? Nói đến đây, nàng ta bỗng nhíu mày, duy độ có phải sẽ tồn tại rất nhiều loại duy độ không gian và nhiều loại duy độ thời gian không? Trong một vùng chưa biết của tinh không, tiếng kiếm chợt vang lên, sau đó, một luồng kiếm quang xé rách tinh không, biến mất ở điểm cuối tinh không. Đồ. Đồ của lúc này, cũng đã đột phá. Trong nơi nào đó chưa biết của tinh không, A Mệnh đột nhiên dừng lại,
nàng ta nhìn phía xa, chúng ta đến rồi. Đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn gần đó, trong tinh không kia, hắn nhìn thấy một người đàn ông. Người đàn ông áo xanh. Bên cạnh người đàn ông áo xanh, còn có một vài bóng dáng quen thuộc. An cô nương cầm thương. Cô bé đầu có sừng. Còn có cả nhóc màu trắng lông lá kia. Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên dừng lại, y quay người nhìn, khi nhìn thấy Diệp Huyên thì y khẽ cười, vậy mà tìm được rồi. Diệp Huyên dẫn theo A Mệnh đi đến trước mặt người đàn ông áo xanh, hắn nhìn xung quanh rồi nói cha, con đến tìm cha nhờ giúp. Nói thẳng vào chuyện chính. Hắn sẽ không tự mình đi đánh người dị duy. Tự mình đánh sẽ chết càng nhiều người hơn. Người đàn ông áo xanh ngẫm nghĩ, sau đó nói, tiêu diệt dị duy tộc. Diệp Huyên giang tay, tự tra xem rồi làm đi. Người đàn ông áo xanh chẳng biết phải nói gì. Diệp Huyên nhìn cô bé đầu có sừng, cười nói, nhị nha, chào. Nhị nha nhìn Diệp Huyên, nghe nói người sống cũng thảm lắm, có đúng không? Diệp Huyên đen mặt. Lúc này, nhóc màu trắng kia bay đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhếch miệng cười. Sau đó khẽ vỗ bàn tay nhỏ lên vai Diệp Huyên, rồi quay về trên vai nhị nha. Đây xem như là chào hỏi rồi. Diệp Huyên nhìn An Lan Tịnh, An Di. An Lan Tịnh khẽ gật đầu. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, người đàn ông áo xanh im lặng một lúc rồi nói, có phải con vẫn luôn cảm thấy ta đang đi dạo không mục đích gì không? Diệp Huyên gật đầu, cũng từng nghĩ như vậy. Người đàn ông áo xanh cười nói, con cũng to gan thật. Diệp Huyên trầm giọng nói cha, con thật sự không chống lại được người dị duy, kẻ địch này mạnh không hề bình thường chút nào. Nếu bình thường một chút thì con cũng không tìm đến cha. Người đàn ông áo xanh đi đến trước mặt Diệp Huyên, y vỗ vai Diệp Huyên, cười nói, đưa con đi xem thử cái gì mới là không bình thường. Nói xong, y đã quay người rời đi. Diệp Huyên do dự chốc lát sau đó cũng đi theo. Một nhóm người đi về tinh không sâu thẳm. Trên đường, nhị nha đột nhiên hỏi, tiểu huyền tử, sau này dẫn ngươi đến ngân hà giới chơi. Diệp Huyên nhìn nhị nha, ngân hà giới. Nhị nha gật đầu, chơi vui lắm. Tiểu bạch kia cũng gật đầu thật mạnh, tỏ ý tán thành. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, một áp lực vô hình đột nhiên từ sâu trong tinh không quét đến. Tinh không xung quanh lập tức dao động dữ dội, sau đó từng tầng bị sụp đổ. Sụp đổ không chỉ có tinh không, mà còn có cả không gian và thời gian. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên chợt thay đổi. Thế giới này lại còn có kiểu cao thủ như vậy sao? Vẻ mặt pháp tắc tai ách ở bên cạnh cũng vô cùng khó tin, thế giới này sao lại còn có cao thủ cấp bậc như vậy chứ? Ngay lúc này, người đàn ông áo xanh khẽ vung tay lên, luồng áp lực đó lập tức biến mất. Tinh không xung quanh khôi phục lại bình thường. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Ông lão mặc trường bào màu xám, tóc rất dài, gần dài tới eo rồi. Ánh mắt ông ta vẫn luôn nhìn Diệp Huyên, trong ánh mắt đầy sự tham lam. Nhìn thấy ánh mắt này của ông ta, Diệp Huyên chợt nhíu mày. Ánh mắt này có phần không đúng. Lúc này, ông lão quay đầu nhìn Diệp Huyên, đạo hữu, ngươi vượt giới hạn rồi. Đạo hữu. Diệp Huyên liếc nhìn ông lão, xưng hô này có hơi kỳ lạ. Người đàn ông áo xanh chỉ vào Diệp Huyên, cười nói, đây là con trai ta. Vẻ mặt ông lão bình tĩnh, đạo hữu thật phúc khí, lại có thể sinh ra con trai đạo thể. Đạo thể. Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhớ năm đó khi ở Thanh Thành, Thanh Nhi có nói với hắn về thể chất của hắn, lúc đó Thanh Nhi nói chính là đạo thể. Nhưng sau này, bản thân hắn cũng quên mất chuyện này. Bởi vì hình như cũng không có dùng đến. Thể chất vẫn không bằng sức mạnh đỉnh cao của huyết mạch. Người đàn ông áo xanh cười nói, ta cũng không phải người không nói lý, con trai ta đây cũng không dễ dàng gì, người tha cho hắn, có được không? Ông lão im lặng một lúc, rồi cười nói, nếu chỉ là một loại đạo thể, thì ta cũng nể mặt đạo hữu rồi. Đáng tiếc, thân thể hắn có 4 loại đạo thể đặc thù, ngay cả người dị duy cũng thèm thòm, cho nên, đạo hữu, ta không nể mặt ngươi được rồi. Vừa dứt lời, đột nhiên ông ta biến mất tại chỗ. Ngay khi ông lão vừa dứt lời, vẻ mặt Diệp Huyên thay đổi hẳn,
hắn đang định ra tay nhưng A Mệnh phản ứng nhanh hơn, nàng ta lập tức chắn trước mặt Diệp Huyên, đánh ra một quyền. Ông lão không tránh không né, mà cũng đánh ra một quyền. A Mệnh lập tức bị đánh bay cả mấy vạn trượng, mà khi nàng ta lại ra tay thì ông lão và Diệp Huyên đã biến mất. Thấy vậy, vẻ mặt A Mệnh trở nên vô cùng khó coi, nhưng nghĩ đến gì đó, nàng ta quay đầu nhìn người đàn ông áo xanh, ông không ra tay. Người đàn ông áo xanh cười nói, để kiếm khí bay một lúc nữa. A Mệnh. Giây phút này, Diệp Huyên hơi mờ mịt, hắn đang dùng tốc độ cực kỳ kinh khủng xuyên qua không gian. Với tốc độ cực nhanh này, cho dù thân thể duy độ của hắn cũng khó mà chịu nổi. Đúng lúc này, ông lão bên cạnh hắn đột nhiên dừng lại. Ông lão quay người, một sợi kiếm khí phá không bay đến. Kiếm khí quen thuộc. Nhìn thấy sợi kiếm khí này, trong mắt ông lão lóe vẻ tàn ác, ông ta bước lên trước một bước, đồng thời cũng điểm ngón tay về phía trước. Trên đầu ngón tay, một vòng xoáy kỳ lạ đột nhiên ngưng tụ. Vòng xoáy này vừa xuất hiện, không gian xung quanh lập tức bị nén lại, mà không chỉ có không gian, còn có thời gian duy độ cũng bị nén lại. Kiếm khí đến. Uỳnh. Vòng xoáy màu đen kia vỡ vụn, không gian xung quanh cũng lập tức sụp đổ. Ông lão chợt lùi liên tục về phía sau, vừa lùi đã xa mấy vạn trượng. Mà khi ông lão dừng lại, sợi kiếm khí kia vẫn còn tồn tại, ông lão hoảng hốt trong lòng, hai tay bỗng nhiên quét ngang về phía trước. Uỳnh. Cơ thể ông lão run lên bần bật, sau đó dần mờ đi. Ông lão vội ngẩng đầu nhìn về nơi xa, run giọng nói, đạo hữu, xin hãy nương tay. Lúc này, sợi kiếm khí kia đột nhiên phát ra tiếng vang. Vút. Kiếm khí từ trên đỉnh đầu ông lão chém thẳng xuống. Uỳnh. Hai mắt ông lão trợn ngược, toàn bộ cơ thể run rẩy dữ dội. Lúc này, đám người đàn ông áo xanh xuất hiện ở nơi này. Ông lão nhìn thấy người đàn ông áo xanh, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi, ngươi. Người đàn ông áo xanh cười nói, đã cho ngươi cơ hội rồi. Tay phải ông lão bỗng nhiên nắm chặt, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy cảnh này, A Mệnh sầm mặt lại, ông ta muốn nghịch chuyển thời gian. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, không vội. Vừa dứt lời, y giơ ngón tay lên vạch một cái. Xoẹt. Không gian nơi đây đột nhiên xuất hiện một khe nứt dài đến vạn trượng. A. Bỗng nhiên có tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong khe nứt vạn trượng này, ngay sau đó, vô số máu tươi từ trong khe nứt tràn ra ngoài. Chết rồi. A Mệnh đưa mắt nhìn chằm chằm người đàn ông áo xanh, trong lòng rung động tột cùng. Người đàn ông này dùng một kiếm chém chết thời gian duy độ. Đây cũng không phải đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là, y chém nhẹ nhõm đến vậy. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên ở bên cạnh, cười nói có phải có rất nhiều thắc mắc hay không? Diệp Huyên gật đầu, lúc này, rất lâu mà trong lòng hắn vẫn không thể bình tĩnh. Người đàn ông áo xanh cười nói, hỏi đi, nếu biết, ta sẽ trả lời. Nhưng mà, ta không dám chắc con có thể hiểu được. Diệp Huyên trầm giọng nói, đạo thể ông ta vừa nói là cái gì? Người đàn ông áo xanh nói, một loại thể chất vô cùng đặc biệt, từ khi con sinh ra đã có rồi. Nhưng mà, sau đó bị thiên mệnh phong ấn. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, bị phong ấn. Người đàn ông áo xanh gật đầu, nụ cười trên mặt dần biến mất, nếu như không phong ấn, con còn thê thảm hơn. Diệp Huyên hơi tò mò, vì sao? Người đàn ông áo xanh khẽ nói, đạo thể, cũng được xưng là đại đạo chi thể. Ta cũng không cách nào giải thích rõ ràng cho con bản chất của thể chất này. Con chỉ cần biết một điều, đó chính là đại đạo chi thể ẩn chứa bản nguyên đại đạo, mà bây giờ trong thế giới này đã không còn bản nguyên đại đạo. Không chỉ thế giới này, ngay cả dị duy giới cũng không có. Năm đó người dị duy muốn đến vùng vũ trụ này cũng không phải là muốn nuốt chửng hết vùng vũ trụ này, mà chính là muốn lấy được bản nguyên đại đạo của Diệp Thần. Bây giờ cũng là như thế. Lúc này, A Mệnh chợt khẽ nói ra, thì ra là thế. Diệp Huyên nhìn về phía A Mệnh, người biết bản nguyên đại đạo. A Mệnh gật đầu, năm đó chủ nhân từng nhắc đến, nhưng mà, hắn cũng không nói nhiều. Diệp Huyên hơi tò mò, bản nguyên đại đạo này có tác dụng gì? Người đàn ông áo xanh cười nói, rất nhiều tác dụng,
tác dụng lớn nhất chính là có thể dùng để đột phá cực hạn của linh hồn bản thân. Diệp Huyên hơi tò mò, đột phá cực hạn của linh hồn bản thân. Người đàn ông áo xanh cười nói, phàm cảnh là thân thể, nhập thần là linh hồn, vậy con có biết trên linh hồn là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Người đàn ông chỉ lên đầu, cười nói, là ý thức. Trên linh hồn chính là ý thức, diệt thần cảnh là cực hạn của linh hồn, mà trên diệt thần cảnh là ý cảnh, cái gọi là ý cảnh chính là chỉ ý thức. Mà đột phá cực hạn của diệt thần cảnh sẽ có thể khiến cho ý thức của bản thân sống mãi trong thời gian duy độ, dưới tình huống này, thời gian không biến mất, hắn ta gần như bất tử bất diệt, do đó đạt đến cái gọi là vĩnh sinh. Bởi vì cho dù thân thể bị hủy diệt, linh hồn bị hủy diệt, nhưng ý thức của hắn ta vẫn còn, hắn ta vẫn được coi là còn sống. Lão già vừa rồi là bán bộ y cảnh, ông ta chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể đạt đến ý cảnh chân chính, mà chút xíu bị thiếu này chính là bản nguyên đại đạo. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía A Mệnh, cô đạt đến ý cảnh chưa? A Mệnh lắc đầu, Diệp Huyên hỏi, diệt thần, A Mệnh gật đầu. Người đàn ông áo xanh nói, những pháp tắc vũ trụ các nàng không phải là diệt thần đơn giản, bởi vì hiểu biết về thời gian và không gian của các nàng vượt xa con người ở thế giới này. Khi cảnh giới giống nhau, vậy phải xem ai có sức chiến đấu mạnh hơn. Mà sức chiến đấu của một người được quyết định bởi hiểu biết và vận dụng của hắn ta đối với thời gian và không gian. Người dị duy mạnh hơn vùng vũ trụ này chính là mạnh ở chỗ vận dụng thời gian. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh hỏi, cha, cảnh giới của cha là gì? A Mệnh cũng nhìn về phía người đàn ông áo xanh, trong lòng tràn đầy tò mò. Rốt cuộc tam kiếm này có cảnh giới gì đây? Người đàn ông áo xanh cười nói, ta không có cảnh giới. Diệp Huyên nhíu mày, không có cảnh giới. Người đàn ông áo xanh gật đầu, ta tu kiếm, ta không tu cảnh giới. Diệp Huyên chớp chớp mắt, là có ý gì? Người đàn ông áo xanh cười nói, con có thể hiểu thế này, ta chính là một kiếm tu chỉ tu kiếm. Diệp Huyên trầm giọng nói, chỉ tu kiếm. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng. Hắn hiểu rồi. Cha mình chỉ tu kiếm, chỉ cần kiếm đủ mạnh, không gian thời gian gì cũng đều là mây bay. Cho nên, không thể dùng bất kỳ cảnh giới nào để đánh giá cha mình. Bởi vì y căn bản không tu cảnh giới. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lại hỏi, vừa rồi lão già kia nói con có 4 loại đạo thể, đó là có ý gì? Người đàn ông áo xanh nói, trên người con có 4 loại đạo thể. Loại thứ nhất, tiên thiên đạo thể, đây là bẩm sinh, là Diệp Thần mang đến cho con, bởi vì sau khi hắn luân hồi, đạo thể này cũng đi theo luân hồi. Đạo thể, không phải chỉ thân thể, mà là chỉ linh hồn và ý thức, chỉ cần linh hồn và ý thức con không tan biến, đạo thể của con sẽ tồn tại mãi mãi. Loại thứ hai, kiếm đạo đạo thể, đây là ta mang đến cho con. Diệp Huyên chớp mắt, cha. Người đàn ông áo xanh gật đầu, hẳn là ta quá vô địch. Vì vậy con trai ta sinh ra cũng không tầm thường, ha ha. Diệp Huyên. Nhị nha thoáng nhìn người đàn ông áo xanh, nhếch miệng, đều mặt dày. Người đàn ông áo xanh nói tiếp, loại thứ ba là luân hồn đạo thể, đây là pháp tắc luân hồi mang đến cho con. Thật ra, luân hồi đạo thể này cũng hơi thú vị, là tiểu cô nương kia làm ra để bảo vệ Diệp Thần, có thể phòng ngừa người khác đoạt xá hắn, cũng có thể loại bỏ tất cả nhân quả luân hồi, nhưng tiếc là nàng ta gặp phải thiên mệnh. Nếu không, có lẽ bây giờ con đã không phải là con rồi. Ngay từ đầu luân hồi đạo thể này đã bị trấn áp. Còn loại cuối cùng chính là vận mệnh đạo thể. Diệp Huyên tò mò, vận mệnh đạo thể. Người đàn ông áo xanh gần đầu, đây là bí ẩn nhất, cũng là kỳ lạ nhất, cho dù ta và thiên mệnh cũng không hiểu rõ loại này. Nói xong, y dừng lại một chút rồi nói, thật ra, nhóc con còn có biết hay không? Cho dù là ta và thiên mệnh cũng không cảm nhận được quỹ đạo vận mệnh trong tương lai của con. Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? Người đàn ông áo xanh khẽ nói, chính là vận mệnh của con rất đặc biệt hơn cả ta và thiên mệnh, mà đây cũng là điều khiến ta và thiên mệnh lo lắng. Con có biết vì sao chúng ta muốn con mạnh lên không? Bởi vì chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể thật sự khống chế vận mệnh của mình. Con bây giờ vẫn chưa được coi là khống chế vận mệnh của mình. Từ góc độ nào đó thì vận mệnh của con vẫn chịu ảnh hưởng của Diệp Thần và chúng ta. Diệp Huyên im lặng. Đúng vậy. Không phải bây giờ vận mệnh của mình vẫn bị Diệp Thần,
cha và Thanh Nhi ảnh hưởng sao? Nói một cách khác, vận mệnh của mình bị cha và Thanh Nhi khống chế. Mặc dù điều này tốt, nhưng mà, mình không cách nào khống chế vận mệnh của mình, đây là sự thật. Người đàn ông áo xanh lại nói, trước đó ta nói với con là ta đang tìm người, thật ra thứ ta tìm không chỉ có người, mà còn có nhân quả và vận mệnh. Diệp Huyên hơi không hiểu, nhân quả và vận mệnh. Người đàn ông áo xanh mở lòng bàn tay ra, một cọng cỏ xuất hiện trong tay y. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, cọng cỏ này sẽ khô héo, phải không? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông áo xanh nói, đây chính là vận mệnh của nó. Quá trình sinh ra lớn lên rồi khô héo của nó chính là quỹ đạo vận mệnh của nó. Còn con, chúng ta không cảm nhận được quỹ đạo vận mệnh của con, đây chính là điều chúng ta lo lắng. Bởi vì điều này mang ý nghĩa, có lẽ tương lai của con không phải là thứ mà chúng ta có thể khống chế. Nói một cách khác, vận mệnh trong tương lai của con sẽ thoát khỏi khống chế của chúng ta, mà khi đó chuyện này sẽ cực kỳ phiền phức. Diệp Huyên khẽ nói, con hơi hiểu rồi. Người đàn ông áo xanh nói tiếp, ta và nàng ấy còn có thể trấn áp một ít chuyện, nhưng mà con khiến chúng ta cảm nhận thấy nguy hiểm, tương lai không xác định khiến cho ta và nàng ấy hơi lo lắng, dù sao ta và nàng ấy cũng không phải toàn năng thật sự, đặc biệt là có một số việc không phải dùng vũ lực là có thể giải quyết. Diệp Huyên nhíu mày, con khiến cho hai người cảm nhận thấy nguy hiểm. Người đàn ông áo xanh gật đầu, nụ cười của y cũng dần biến mất, chính xác mà nói. Là tương lai của con khiến chúng ta cảm nhận thấy nguy hiểm. Con biết điều ta và nàng ấy lo lắng nhất là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, bây giờ nhân quả lớn nhất của con là ai? Là ta và nàng ấy. Hai chúng ta là nhân quả lớn nhất của con. Nhưng mà, chúng ta lo lắng trên người con còn tồn tại nhân quả lớn mạnh hơn. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhân quả lớn mạnh hơn, còn mạnh mẽ hơn nhân quả của hai người. Người đàn ông áo xanh gật đầu, nhân quả và vận mệnh mạnh nhất trên thế gian, con đều chiếm được rồi. Mà ta và nàng ấy có thể chặt đứt nhân quả của mình và khống chế vận mệnh của mình, thật ra những lời này cũng không đúng, bởi vì cho dù là ta và nàng ấy thì cũng không thể nói chắc là hoàn toàn khống chế vận mệnh của mình. Bởi vì, tương lai là không thể biết trước, mà không thể biết trước đồng nghĩa với việc chuyện gì cũng có thể xảy ra. Diệp Huyên hơi không hiểu. Nhân quả, pháp tắc nhân quả mà năm đó Diệp Thần sáng tạo ra. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười, cách hiểu của con có chỗ sai lầm. Nhân quả không phải Diệp Thần sáng tạo, bao gồm cả vận mệnh gì đó, những thứ này đều không phải hắn sáng tạo ra. Hắn chỉ là có sự hiểu biết nhất định về nhân quả và vận mệnh, sau đó dựa vào hiểu biết của mình đặt ra một loại trật tự trong thế giới này. Nếu như hắn thật sự là người sáng tạo ra vận mệnh và nhân quả, hắn cũng sẽ không để bản thân mình lún vào. Nhân quả và vận mệnh, chúng nó là sự tồn tại chân thực, con có thể cảm nhận được, nhưng lại không tìm thấy được chúng nó. Giống như cọng cỏ sẽ khô héo, tại sao nó lại khô héo? Những vấn đề trong đó, không phải dăm ba câu là có thể giải thích. Diệp Huyên lắc đầu cười, phức tạp. Người đàn ông áo xanh cười nói, đối với con bây giờ thì chắc chắn những thứ như nhân quả vận mệnh luân hồi là vô cùng phức tạp rồi. Nói xong, y vỗ bả vai Diệp Huyên, thật ra cha con cũng không am hiểu mấy thứ này. Cũng không muốn để ý đến chúng nó. Nếu như không phải con hỏi, ta chẳng muốn trả lời những câu hỏi như thế này, quá nhàm chán. Ta tự có một kiếm của mình, dưới một kiếm, người nào không thể diệt. Một kiếm hạ xuống, người nào không thể diệt. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười. Lão cha mình và đại ca, với cả Thanh Nhi nữa. Đều giống hệt nhau, tạo nét như thật. Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên cười nói, đi, đưa con đi ngắm nhìn thiên hạ. Nói xong, y dẫn Diệp Huyên đi về phía xa. A Mệnh cũng vội đi theo. Người đàn ông áo xanh nhìn A Mệnh, không nói gì. Thật ra, ban đầu y muốn giải quyết mấy pháp tắc vũ trụ này, nhưng y phát hiện ra, mấy tiểu nha đầu này cũng không xấu, vì vậy cũng không ra tay. Mặc dù y không phải người tốt gì, nhưng cũng sẽ không sát phạt bừa bãi. Đương nhiên, tiền đề là những pháp tắc vũ trụ này không đẩy Diệp Huyên vào chỗ chết. Y không phải không quan tâm, mà là sẽ không quan tâm tùy tiện. Người trẻ tuổi, có chút dằn vặt, cũng không phải người xấu gì. Ít nhất hiện tại Diệp Huyên cũng trưởng thành hơn trước nhiều rồi.
Diệp Huyên lúc trước cả ngày đều không thực tế, không hề có cảm giác nguy hiểm gì. Mà hiện tại, hắn đã có một trái tim muốn trở nên lớn mạnh. Không lâu sau, một nhóm người đã đến trên một đại lục không biết. Trong không trung, Diệp Huyên nhìn bên dưới, núi liền núi mênh mông vô tận. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, nơi này là... Người đàn ông áo xanh cười nói, đại lục vô biên, là kẻ địch khá là thần bí đối với người Trần. Diệp Huyên hiếu kỳ, thần bí. Người đàn ông áo xanh gật đầu, y đang định nói thì lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trong sân. Khi nhìn thấy ông lão này, sắc mặt A Mệnh lập tức trở nên nặng nề. Ông lão này lại là Diệp Thần Cảnh. Vùng vũ trụ này ngoại trừ Tam Kiếm, mà lại còn có cao thủ như vậy, mà bản thân trước giờ đều không biết. Phải biết rằng, lúc trước thần đình vũ trụ có thể nắm giữ cả vũ trụ này. Khi nhìn thấy người đàn ông áo anh, ông lão chợt ngẩn người, sau đó vội vàng kính cẩn thi lễ, thì ra là Dương Tông Chủ. Người đàn ông áo xanh cười nói, chúng ta đang đi dạo. Ông lão gật đầu, các hạ cứ tùy ý. Nói rồi, ông ta lui xuống. Người đàn ông áo xanh cười nói, đi. Không lâu sau, một nhóm người đi đến trước tòa thành đổ nát cổ xưa, tòa thành rất hoang tàn, xung quanh đều là cảnh tượng đổ nát, vừa nhìn đã biết trải qua thử thách 5 tháng thời gian, ngập tràn hơi thở cổ xưa. Một nhóm người đi vào trong thành, hai bên đường vào thành chỉ lẻ loi có một vài người ngồi, có già, có đàn ông trung niên, cũng có con gái, trước mặt những người này đều bày chút đồ. Đây không phải trọng điểm là những người này đều là Diệt Thần Cảnh. Nhìn thấy vậy, vẻ mặt A Mệnh trở nên vô cùng nghiêm trọng, nàng ta nhìn người đàn ông áo xanh, y cười nói, chỉ Diệt Thần Cảnh mới có thể đến được đại lục này. A Mệnh trầm giọng nói, tại sao chúng ta đều không biết đến? Người đàn ông áo xanh khẽ cười, nói chuyện các cô nương không biết còn rất rất nhiều. A Mệnh liếc nhìn xung quanh, không nói gì. Lúc này, nhóc màu trắng trên vai nhị nha đột nhiên bay đến trước mặt ông lão. Ông lão nhìn nhóc màu trắng, ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc. Linh tổ, ông lão nói rất khẽ, nhưng mọi người trên cả con đường đều nghe thấy. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, trong mắt những người này, có tham lam, có hiểu kỳ, có nặng nề. Nhóc màu trắng như đã quen với chuyện này, căn bản không quan tâm đến mấy người kia, ánh mắt nàng ta dừng trên một cái bình màu đen. Nhóc màu trắng chỉ vào bình đó. Sau đó nhìn ông lão đang bày quầy hàng, ông lão nói, đây là bình càn khôn, bên trong chưa một vùng thế giới. Nhóc màu trắng đột nhiên lấy ra một que kẹo hồ lô đưa cho ông lão bày quầy. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tên nhóc này lại đến rồi. Lại dùng kẹo hồ lô để đổi bảo bối. Người đàn ông áo xanh cũng lắc đầu cười, y vỗ nhẹ đầu tên nhóc, sau đó nhìn ông lão, cười nói, trăm tia tử khí hồng mông, đổi không? Ông lão bầy quầy liếc nhìn nhóc con màu trắng, 200. Người đàn ông áo xanh khẽ cười, sau đó nhìn nhóc con màu trắng, chúng ta đi thôi. Nhóc con màu trắng không do dự gì, trực tiếp bay về trên vai nhị nha. Nhóm người lại đi về phía xa. Lúc này, ông lão bầy quầy kia đột nhiên nói, 150. Người đàn ông áo xanh không đáp lời. Ông lão bầy quầy lại nói, 100. Người đàn ông áo xanh dừng bước, y quay đầu nhìn ông lão, chỉ một điểm, 100 luồng tử khí rơi xuống trước mặt ông lão bầy quầy. Ông lão bầy quầy cũng dứt khoát, chỉ một điểm, bình càn khôn kia bay thẳng đến trước mặt người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh lấy bình càn khôn đưa cho Diệp Huyên, cho con. Diệp Huyên chớp mắt, cho con. Người đàn ông áo xanh gật đầu, linh khí trong bình này rất nhiều. Đến lúc đó lại bảo nhóc con làm thêm chút linh khí bỏ vào, bên trong sẽ trở thành nơi tu luyện tuyệt nhất, con có thể để bất tử đế tộc đi vào, ở bên trong này, tốc độ tu hành của bọn họ sẽ nâng cao ít nhất là mấy lần, quan trọng nhất là nếu có nguy hiểm, bọn họ có thể lập tức mang đi. Ngoài ra, bên trong này hẳn là có một vài di tích, những di tích này đối với họ mà nói chính là phúc duyên. Diệp Huyên cũng không từ chối, lập tức nhận lấy. Của cha mình thì chẳng phải là của mình sao? Khách khí gì chứ? Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên lại hỏi, vậy sao ông lão đó lại có được vật này? Người đàn ông áo xanh cười nói, có thể là giết người cướp của, có thể là nhặt được, ai biết chứ?
Dù sao, bây giờ nó cũng là của chúng ta rồi. Diệp Huyên gật đầu, được, nhóm người tiếp tục đi. Trên đường, người trên đường phố thi thoảng đều quan sát đánh giá bọn họ, nhất là nhóc màu trắng. Đây chính là linh tổ đấy. Có linh tổ này ở đây, chuyện tu hành chỉ còn tốn nửa công sức. Quan trọng là, linh tổ này còn có năng lực tìm bảo vật. Có thể nói, đây là thần tài chân chính. Hơn nữa, tử khí của linh tổ này đối với cao thủ cấp bậc như bọn họ mà nói thì rất có ích. Nhưng, người có thể ở nơi này thì chẳng phải kẻ ngốc. Một người dám đưa một linh tổ nghênh ngang trên đường phố, chẳng lẽ là người bình thường sao? Mặc dù linh tổ rất mê hoặc, nhưng chẳng ai dám ra tay. Những cao thủ đã đến cấp bậc như bọn họ đều biết rõ, nhiều lúc, một ác nhân cũng có thể khiến vô số năm tu hành của mình tan thành mây khói. Cao thủ cấp bậc như bọn họ, sợ nhất là nhân quả không tốt. Lúc này, một cô gái bỗng cười nói, đạo hữu, có hứng thú xem thứ đồ trước mặt ta không? Người đàn ông áo xanh dừng bước, y nhìn trước mặt cô gái có một cuộn thẻ tre. Cô gái cười nói, đây chính là bản thảo do Diệp Thần để lại năm đó, vô cùng chân quý, chỉ cần 300 tử khí thôi. Bản thảo Diệp Thần để lại. A Mệnh lập tức có hứng thú, nàng ta muốn qua lấy, nhưng lại bị một sức mạnh thần bí ngăn cản. Cô gái nhìn A Mệnh, cười nói, cô nương, như vậy không hợp quy tắc. A Mệnh hỏi, đây là bản thảo gì? Cô gái cười nói, một bản thảo liên quan đến tu hành võ đạo, có thể nói là vô giá. A Mệnh lại lắc đầu. Cô gái nhìn A Mệnh, cô nương lắc đầu là có ý gì? A Mệnh lạnh nhạt nói, cái này của ngươi là giả. Nghe vậy, cô gái nheo mắt, giả. A Mệnh gật đầu, giả. Cô gái cười nói, cô nương đang nói chuyện cười sao? A Mệnh nhìn cô gái, nét chữ trên thẻ tre không phải của hắn. Diệp Huyên nhìn thẻ tre kia, trên thẻ tre có hai chữ nhìn đã rất mờ nhạt, võ học. Rõ ràng, A Mệnh đã nhìn thấy hai chữ này. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi. Nhóm người muốn rời đi thì lúc này, cô gái kia đột nhiên nói, chư vị dừng bước. Cô gái nhìn A Mệnh, cười nói, cô nương nói vật này của ta là giả, cô nương có chứng cứ không? Nếu không có, cô nương phải mua thứ này với giá gấp 10. Tuy đang cười, nhưng lại rất lạnh lùng. A Mệnh nhìn cô gái, ép mua ép bán. Cô gái cười nói, người dựa vào đâu nói vật này là giả? A Mệnh nói là giả thì sao? Cô gái khẽ cười, ta đền gấp 10 lần cho cô nương. A Mệnh gật đầu, đây là do ngươi nói đấy. Cô gái gật đầu, là ta nói. A Mệnh nói, nếu ngươi đã biết Diệp Thần, vậy có biết pháp tắc vũ trụ không? Nghe vậy, cô gái lập tức nheo mắt, A Mệnh cười nói, rõ ràng, ngươi đã đoán được thân phận của ta rồi. Pháp tắc vũ trụ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt xung quanh thoáng chốc đều tập trung nhìn A Mệnh. Đương nhiên bọn họ không xa lạ gì với pháp tắc vũ trụ. Năm đó khi Diệp Thần còn sống, thật sự là vô địch thế gian, những pháp tắc vũ trụ dưới tay hắn ai ai cũng vô cùng mạnh. A Mệnh nhìn cô gái, cần ta chứng minh thân phận ta không? Cô gái cười nói, thì ra là pháp tắc vũ trụ, nhưng ta có phần không hiểu, sao ngươi lại dám đến đây? Hơn nữa còn đến một mình. A Mệnh nhìn cô gái chằm chằm, đang định nói thì lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên nói, cô nương, chẳng lẽ chúng ta không phải người sao? Nhị Nha chợt nói, ta không phải người. Diệp Huyên. Tiểu Bạch cũng vội chỉ vào bản thân mình, tỏ ý cô bé cũng không phải người. Diệp Huyên cạn lời. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi yếu như vậy, sao lại đi vào đây? Không phải là dựa vào quan hệ mà đi vào chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng là dựa vào quan hệ đi vào thật. Cô gái. Lúc này, A Mệnh bỗng nói, đền gấp 10 lần thì sao? Cô gái nhìn A Mệnh, cười nói, pháp tắc vũ trụ, chẳng lẽ ngươi không biết chủ nhân ở đây không thích nhất là thần đình vũ trụ các ngươi sao? Vẻ mặt A Mệnh vô cảm, ta cần người khác thích sao? Nói rồi, nàng ta đi đến trước mặt cô gái, lấy danh nghĩa chủ nhân đi lừa lọc người khác, ngươi đã hỏi đến chúng ta chưa? Cô gái cười nói, thế nào, ngươi muốn chấp pháp sao?
A Mệnh nhìn cô gái chằm chằm, đền gấp 10 lần đâu. Có phải là thua không nổi không? Cô gái chớp mắt, ta không đền đấy, người đánh ta đi. A Mệnh cười nói, cố ý khiêu khích ta. Cô gái cười vô cùng sáng lạn, chính là khiêu khích người đấy, nếu ngươi có bản lĩnh thì đánh ta đi. Ngươi dám ra tay ở nơi này sao? Dám sao? A Mệnh đột nhiên tát một cái bạt tai. Bốp! Cô gái kia còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bị một tát đánh bay ra ngoài mười mấy trượng. Cái tát vang dội. Tất cả mọi người đều ngây người. Thật sự dám ra tay ở nơi này sao? Sau khi A Mệnh tát cô gái kia, nàng ta kéo Diệp Huyên đi ra sau lưng người đàn ông áo xanh, rất ngoan ngoãn, như thể vừa nãy không phải do nàng ta ra tay vậy. Người đàn ông áo xanh không nói gì. Diệp Huyên kéo tay A Mệnh, khẽ cười, đừng sợ, để cha ta đỡ cho, ông ấy đỡ được. Người đàn ông áo xanh. Lúc này, một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên từ trên trời quét đến. Sau khi luồng hơi thở mạnh mẽ kia quét đến, mọi người trong sân lập tức hả hê. Tòa thành này có một quy tắc, không thể đánh nhau ở trong thành, dù là ân oán sâu đến đâu cũng không được. Ai ra tay, người đó chết. Quy tắc này, 10 vạn năm này đều không có ai dám phá. Cho dù là một vài cao thủ bán bộ ý cảnh cũng không dám ra tay ở đây. Một vài người nhìn A Mệnh, theo bọn họ thấy thì pháp tắc vũ trụ này có chút ngu ngốc. Bởi vì người phụ nữ bày quầy hàng kia rõ ràng là cố ý chọc tức nàng ta, mà nàng ta lại còn ra tay, như vậy thực sự không lý trí chút nào. Vẻ mặt A Mệnh bình tĩnh, nàng ta đứng sau lưng người đàn ông áo xanh, rất hiên tĩnh, tựa như người vừa nãy ra tay không phải là nàng ta vậy. Lúc này, một ông lão tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Cao thủ bán bộ ý cảnh. Ông lão tóc trắng nhìn người phụ nữ bày quầy trước mặt. Người phụ nữ bầy quầy nhìn A Mệnh chằm chằm, ánh mắt không hề che giấu sát ý lạnh lẽo. Nàng ta sơ suất rồi. Nàng ta thật sự không ngờ pháp tắc vũ trụ này lại dám ra tay. Nơi này chính là vô biên thành. Sao nàng ta dám? Ông lão tóc trắng nhìn A Mệnh, ngươi ra tay trước. A Mệnh gật đầu. Ông lão tóc trắng nhìn A Mệnh, ngươi tự sát hay là ta giết? Khí phách. Dù biết rõ người ở trước mắt là pháp tắc vũ trụ, nhưng ông lão vẫn khí phách như vậy. Diệp Huyên cũng kinh ngạc trong lòng, đây rốt cuộc là nơi nào? Mà ngay cả pháp tắc vũ trụ cũng không nể mặt. Ngay lúc này, người đàn ông áo xanh cười nói, chuyện này không trách nhà đầu này được. Ông lão tóc trắng nhìn người đàn ông áo xanh, người đàn ông áo xanh liếc nhìn cô gái bầy quầy, cười nói, em gái này này dùng một vật giả mạo bản chép tay của Diệp Thần. Muốn lừa tử khí hồng mông của ta, nhưng lại bị nha đầu này vạch trần, vì vậy nàng ta cố ý nói khích nha đầu này, tâm tư thực có chút ác độc nham hiểm, thật ra, chớ nói nha đầu này mà cả ta cũng muốn tát nàng ta một bạt tai. Ông lão tóc trắng nhìn người đàn ông áo xanh, những chuyện này ta không quan tâm, nơi này có quy tắc, bất kỳ ai cũng không thể ra tay. Ra tay thì chết. Người đàn ông áo xanh cười nói, quy tắc là chết, người là sống, ông nói xem. Ông lão tóc trắng nheo mắt, người đang nghi ngờ quy tắc nơi này sao? Lúc này, nhị nha đột nhiên lấy thứ đồ chơi kỳ quái đội trên đầu cô bé xuống, cô bé nhìn Diệp Huyên, Dương ca, đánh nhau không? Ta chuẩn bị hết rồi. Nhóc màu trắng cũng có chút phấn khích gật đầu, cô bé cũng muốn đánh nhau. Không đánh thì cô bé không thể lấy được những bảo vật kia. Bởi vì người đàn ông áo xanh nói, đồ của người khác thì không thể tùy tiện lấy được. Nhưng, đồ của kẻ địch thì khác rồi. Chỉ cần đánh nhau, thì những người trước mặt đều là kẻ địch. Nếu đã là kẻ địch, thì cô bé có thể lấy tùy thích rồi. Đều là của cô bé cả. Tòa thành này đều là của cô bé. Nhóc màu trắng càng nghĩ càng phấn khích, cô bé sắp không nhịn được ra tay rồi. Người đàn ông áo xanh trừng mắt nhìn hai nhóc con không sợ thiên hạ chưa đủ loạn kia, sau đó nhìn ông lão tóc trắng. Cười nói, quy tắc không hợp lý, nên đổi. Đổi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong sân đều ngây người. Đổi quy tắc. Người đàn ông áo xanh này là ai? Mà lại muốn thay đổi quy tắc nơi này. Y điên rồi sao? Cho dù là cao thủ ý cảnh thật sự thì cũng không dám nói lời như vậy chứ. Ông lão tóc trắng nhìn Diệp Huyên, ngươi thì là thứ gì chứ? Tự cho là đúng.
Lúc này, cô gái bầy quầy bên cạnh đột nhiên cười nói, trên thế gian này, luôn có một vài người tự cho mình là đúng. Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên tát một cái. Bốp! Cô gái bầy quầy còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bay đi, vừa bay đã bay ra ngoài cả mấy trăm trượng, không chỉ vậy, thân xác nàng ta lập tức cũng vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn. Thấy vậy, mọi người trong sân đều biến sắc. Đây là cao thủ diệt thần cảnh đấy. Chỉ một tát đã đánh nát cả thân xác. Cô gái bầy quầy kia lúc này cũng hoàn toàn sửng sốt. Thân xác của mình cứ vậy bị đánh nát mất rồi. Không có căm giận, mà chỉ có sợ hãi. Bởi vì đối phương ra tay nhưng ngay cả cơ hội tránh né nàng ta cũng không có. Thấy người đàn ông áo xanh ra tay, nhị nha kia vội bước ra một bước, cô bé liếc nhìn mọi người xung quanh, tất cả mọi người giao đồ ra đây, hai tay ôm đầu quỳ xuống, nhanh lên. Nghe vậy, mọi người đều trợn mắt há mồm. Diệp Huyên cũng có chút ngây người. Sao lại biến thành đi cướp rồi? Kịch bản này không đúng lắm rồi. Lúc này, nhóc màu trắng kia đột nhiên vung tay, thoáng chốc, đồ đạc trên những quầy hàng trong sân lập tức bay về phía cô bé. Tốc độ rất nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì những bảo vật đó đã rơi vào trong nhẫn chứa đồ trên tay cô bé rồi. Rất điêu luyện. Rõ ràng, đã làm những chuyện này không ít rồi. Trong sân, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Sắc mặt những chủ quầy kia không tốt, có người còn không che giấu sát ý bừng bừng. Kiêu ngạo quá rồi. Ăn cướp giữa ban ngày, còn có vương pháp hay không? Có còn đạo lý không? Người đàn ông áo xanh cũng có chút xấu hổ, sao họ đột nhiên lại biến thành cướp bóc rồi? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đi đến bên cạnh nhóc màu trắng, hắn khẽ nói, ai thấy thì có phần. Nhóc màu trắng khẽ chớp mắt. Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một cây kẹo hồ lô đưa cho cô bé, nhóc màu trắng hơi do dự, một cây hề lô. Hình như hơi lỗ. Lúc này, Diệp Huyên lại lấy ra một cây kẹo hồ lô. Đôi mắt nhóc màu trắng sáng lên, cô bé lấy hai cây kẹo hồ lô, sau đó lẳng lặng nhét vài món đồ vào trong tay Diệp Huyên. Một cây thì hơi lỗ, nhưng hai cây thì kiếm lời rồi. Đổi. Cô bé quả nhiên lựa chọn đổi. Diệp Huyên cũng không nhìn, lập tức nhận lấy. Lúc này, người đàn ông áo xanh khẽ cười, chúng ta trở lại chuyện chính, nói về quy tắc đi. Nói về quy tắc. Ông lão tóc trắng nhìn người đàn ông áo xanh, vẻ mặt lạnh băng, người cảm thấy còn cần phải nói chuyện sao? Người đàn ông áo xanh đang định nói thì nhị nha kia đã lên tiếng, tiểu bạch, bọn họ không nói nữa nữa. Ra tay. Nhóc màu trắng vội gật đầu, cô bé lập tức bay lên trên không. Há miệng hít một hơi, thoáng chốc, toàn bộ tòa thành đều chuyển động, sau đó, từng thần vật đột nhiên từ trong thành bay lên, sau đó lao về phía cô bé. Quan trọng nhất là, mặt đất vô biên thành cũng bắt đầu dao động. Linh mạch. Tòa thành này có một long mạch thần phẩm. Mà lúc này, sau khi cảm nhận được cô bé này triệu hoán, long mạch thần phẩm đã ngủ sâu cả vạn năm kia lại muốn thức tỉnh. Thấy vậy, sắc mặt ông lão kia lập tức thay đổi. Ông ta giống giận, càn rỡ. Nói rồi, ông ta lập tức vung tay về phía nhóc màu trắng. Mà lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên rút kiếm ra. Trong tầm mắt mọi người, ông lão tóc trắng kia lập tức bị một kiếm này chém lùi ra ngoài chân trời cả nghìn trượng. Khi ông lão dừng lại, ông ta cũng đã bị mất một cánh tay. Thấy vậy, mọi người trong sân bỗng chốc hóa đá. Đây là cao thủ bán bộ ý cảnh đấy. Vậy mà bị một kiếm chém đứt cánh tay sao? Ông lão tóc trắng kia lúc này cũng ngây người, một kiếm này mà bản thân ông ta không đỡ được. Lúc ấy, một con rồng trắng khổng lồ từ trong thành phóng lên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, một con rồng đang bay lượn trong tầng mây trên bầu trời. Một lúc sau, một cái đầu rồng khổng lồ hiện ra từ trong tầng mây. Không thể không nói, con rồng này thực sự rất lớn, chiếm hết gần nửa bầu trời rồi. Ánh mắt rồng lớn lập tức dừng trên người nhóc màu trắng có chút phấn khích, cô bé lấy một cái túi vải ra, sau đó chỉ vào túi vải, rõ ràng là muốn rồng lớn đi vào đó. Rồng lớn gần như không do dự gì, trực tiếp biến thành một luồng sáng trắng đi vào trong túi vải. Đây chính là linh tổ, ở bên cạnh cô bé thì tốc độ tu hành có thể tăng lên gấp trăm lần. Không hề nói quá gì.
thời gian hay linh khí gì đó cũng không so được với tử khí của cô nhóc này. Ở trong tòa thành này, nó gần như không thể có khả năng đột phá, nhưng đi theo cô nhóc này thì khác rồi. Nhìn thấy nhóc màu trắng lấy được rồng lớn đó, sắc mặt ông lão tóc trắng phía xa lập tức trở nên khó coi, ông ta nhìn người đàn ông áo xanh, giống giật, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Người đàn ông áo xanh cười nói, là đang nói chuyện. Ông lão tóc trắng tức giận, nói chuyện mẹ ngươi. Vẻ mặt tươi cười của người đàn ông áo xanh biến mất, sau đó, thanh kiếm trong tay y đột nhiên bay ra. Vẻ mặt ông lão tóc trắng thay đổi, ông ta đánh mạnh một quyền về phía trước. Ầm. Một quyền này vừa đánh ra, cả tòa thành lập tức rung chuyển. Ầm. Trong tầm mắt của mọi người, thanh kiếm kia đâm thẳng vào ngực ông lão tóc trắng, sau đó đóng vào trên tường. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Một chút sức lực trở tay cũng chẳng có. Một cao thủ bán bộ ý cảnh ở trước mặt người đàn ông áo xanh này lại không có chút sức lực đánh trả nào. Đây chính là giết nhanh diệt gọn mà. A Mệnh cũng nhìn Diệp Huyên sâu xa, người đàn ông áo xanh này còn mạnh hơn nàng ta nghĩ rất rất nhiều. Thật sự là sâu không lường được. Cảm giác này, nàng ta chỉ cảm nhận được trên người chủ nhân, nhưng dù là chủ nhân e rằng cũng không phải là đối thủ của người đàn ông áo xanh này. Mà lúc này, ông lão tóc trắng kia cũng hoảng rồi. Ánh mắt ông ta vô cùng kinh sợ. Thời khắc này ông ta mới phát hiện ra, ông ta căn bản không phải đối thủ của người đàn ông trước mặt này. Vài năm nay, ông ta vô địch đã quen, vì vậy, gần như ông ta không còn coi trọng ai cả. Cao thủ bán bộ ý cảnh, thật sự có thể tung hoành ở vũ trụ này. Nhưng lúc này, ông ta biết, ông ta đã phải tấm sắt rồi. Thực lực người đàn ông áo xanh trước mắt này vượt xa ông ta. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trong sân, người đàn ông trung niên liếc nhìn Diệp Huyên, ôm quyền nói, Dương Tông Chủ, chuyện này là do chúng ta không đúng, ta thay mặt thành chủ tạ tội với người, vẫn mong Dương Tông Chủ lượng thứ. Người đàn ông áo xanh bỗng chém một kiếm ra. Bù! Người đàn ông trung niên chưa kịp phản ứng thì đầu đã bay đi. Trực tiếp bị tiêu diệt. Cứ vậy mà bị xóa bỏ. Ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Thấy vậy, ánh mắt nặng nề của những chủ quầy xung quanh thoáng chốc đã biến thành e sợ. Chuyện này làm quá tuyệt tình. Thật sự quá tuyệt tình. Người đàn ông này không sợ nhân quả sao? Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, hắn có thể cảm nhận được, cha mình thật sự tức giận rồi. Chính là vì câu mắng người kia của ông lão tóc trắng. Bà nội của mình. Nhị Nha và Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng trở nên yên tĩnh. Hai cô nhóc này không dám làm trò gì nữa. Dương ca tức giận, thì thực sự không phải chuyện đùa đâu. Lúc này, một ông lão mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện trong sân. Ông lão áo bào đen khẽ thi lễ, Dương Tông Chủ. Lời còn chưa kịp nói thì đầu đã bay đi. Máu bắn tung tóe. Lại là diệt gọn. Trong sân yên lặng như tờ. Lập tức giết chết hai cao thủ bán bộ ý cảnh. Đối với thành trì thì có thể nói đây là tổn thất nặng nề. Tổn thất nặng nề thật sự. Loại cao thủ cấp bậc như vậy, trong thiên địa này cũng không có bao nhiêu người. Mà giây phút này, thành trì đã tổn thất hai người. Không đúng, cộng thêm ông lão tóc bạc bị đóng kia, phải là ba người mới đúng. Bởi vì ai cũng biết, ông lão tóc bạc này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Huyên đi đến bên cạnh người đàn ông áo xanh, khẽ nói tức giận rồi. Người đàn ông áo xanh cười nói xong, y nhìn Diệp Huyên cười nói có cảm nghĩ gì. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cha muốn nói đạo lý. Nhưng bọn họ không muốn. Mà bây giờ, bọn họ muốn, nhưng cha lại không muốn nữa rồi. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, con biết không? Thật ra thành chủ của thành này sớm đã chú ý đến nơi này rồi, nhưng mà nàng ta cũng không ra mặt, con biết vì sao không? Diệp Huyên nói, muốn dò xét hư thực của cha. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười một tiếng, bọn họ coi trọng nhóc con của chúng ta. Muốn mượn cớ gây chuyện. Sau đó danh chính ngôn thuận cướp đi nhóc con của chúng ta. Nhóc con. Diệp Huyên thoáng nhìn nhóc màu trắng kia, hóa ra nhóc con này mới là kẻ đầu sỏ.
Diệp Huyên lắc đầu cười, con cho là cha rất nổi tiếng, không ai dám trêu chọc. Người đàn ông áo xanh cười nói, bình thường ta rất khiêm tốn. Diệp Huyên. Đúng lúc này, trong thành chợt có một tiếng nói vang lên, Dương Tông Chủ, việc này là thành chỉ ta làm không đúng. Người đàn ông áo xanh nhìn về nơi xa, cười nói, đi ra nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, kiếm của y đột nhiên bay ra. Một đại điện ở nơi xa rầm rầm sụp đổ, ngay sau đó, một cái đầu đẫm máu bay ra. Lại một tên cao thủ bán bộ ý cảnh ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt những chủ sạp trên đường cái bên cạnh lập tức trở nên vô cùng khó coi, người này giết bán bộ ý cảnh như giết chó. Một số chủ sạp quay người rời đi. Không dám đòi bảo vật kia nữa. Coi như của đi thay người. Lúc này, người đàn ông áo xanh chợt nói, đợi đã. Sắc mặt những chủ sạp đó đều cứng lại. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn nhóc màu trắng, trả cho bọn họ. Nhóc màu trắng trừng mắt nhìn, nhóc quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo mắt, gì thế, ngươi nhìn ta làm gì? Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười, những chủ sạp này đều là người vô tội, không thể lấy đồ của bọn họ, hiểu không? Nhóc màu trắng do dự một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra, một số tử khí xuất hiện trong tay nhóc. Rõ ràng, nhóc muốn dùng tử khí này để đổi. Người đàn ông áo xanh thoáng nhìn những chủ sạp đó, khí này chính là tử khí Hồng Mông, có lợi ích cực lớn đối với các vị, nếu các ngươi bằng lòng trao đổi, chúng ta sẽ đổi cùng các ngươi. Nếu không bằng lòng, vậy ta sẽ trả đồ vật về với chủ. Đổi. Tất cả mọi người lựa chọn đổi. Đây chính là tử khí Hồng Mông đó. Không chỉ có lợi ích rất lớn đối với bọn họ, mà quan trọng nhất chính là, đây là thứ vô cùng tốt để mang đi đổi những thứ khác. Bản thân bọn họ chính là đến bán đồ, nhưng đồ của bọn họ cũng không dễ bán, mà tử khí Hồng Mông thì không giống, nếu dùng nó đi đổi những vật khác thì vô cùng dễ dàng. Bởi vì thứ này có tác dụng đối với bọn họ. Chỉ chốc lát, trên mặt những chủ sạp đó đều lộ ra nụ cười hài lòng, bởi vì người đàn ông áo xanh cho bọn họ rất nhiều tử khí Hồng Mông, vượt xa khỏi giá cả những thần vật kia của bọn họ. Lúc này, một người đàn ông trung niên hơi khom mình thi lễ với người đàn ông áo xanh, cảm ơn Dương Tông Chủ. Những chủ sạp còn lại cũng thi nhau hành lễ. Thật ra, cho dù người đàn ông áo xanh không cho bọn họ tử khí, bọn họ cũng không dám nói gì, nhưng người đàn ông áo xanh cho rồi. Hơn nữa còn cho rất nhiều. Mọi người là thật lòng cảm kích. Người đàn ông áo xanh khẽ vỗ bả vai Diệp Huyên, cười nói, đây là con trai ta. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Mọi người liếc nhìn Diệp Huyên, một ông lão trong đó hơi khom mình thi lễ, chúng ta rõ rồi. Lúc này, Diệp Huyên cũng hơi khom mình thi lễ. Cha của hắn có vốn liếng khiến những người này tôn kính, nhưng hắn không có. Nếu đã không, vậy tốt nhất mình nên khiêm tốn chút. Lúc này, ông lão cầm đầu mỉm cười, tiểu hữu, tại Hạ Tiết Hồ, ở tại Đại Lục Nam Tinh, ngày sau nếu tiểu hữu có gì cần đến, chỉ cần thông báo một tiếng, nếu trong khả năng cho phép, lão hủ nhất định không chối từ. Người còn lại cũng đều tự giới thiệu. Đây chính là kết mối thiện duyên. Có đôi khi, một sự quen biết chính là một mối thiện duyên. Một lát sau, những chủ sạp đó lần lượt rời đi. Bọn họ rất rõ ràng, bây giờ là chuyện của Dương Tông Chủ này với thành trì, cho dù là bên nào, bọn họ đều không đắc tội nổi, lựa chọn tốt nhất chính là nhanh chóng chuồn đi, tránh cho tự rước lấy họa. Thoáng chốc, đường cái trở nên vắng vẻ. Người đàn ông áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía ông lão tóc bạc bị đóng ở nơi xa. Ông lão tóc bạc vẫn chưa chết, nhưng cũng đã hấp hối rồi. Phát hiện ra ánh nhìn của người đàn ông áo xanh, ông lâu tóc bạc run giọng nói, các hạ, xin hãy nương tay. Kiên cường, ông ta cũng muốn kiên cường, nhưng thực lực không cho phép. Đã sống nhiều năm như vậy, nếu cứ vậy mà chết đi, tất nhiên ông ta không cam lòng. Nhiều khi, một người sống càng lâu thì càng sợ chết. Người đàn ông áo xanh ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Cười nói, thành chủ, bây giờ vẫn không ra sao. Lúc này, chợt có một cô gái từ nơi xa chậm rãi bước đến. Tuổi cô gái không lớn lắm, trông vẻ chỉ 16-17 tuổi, mặc một chiếc váy hoa văn, tết một bím tóc đuôi sam nho nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. Diệp Huyên nhíu mày,
đây là thành chủ của thành trì. Cô gái đi đến trước mặt đám người đàn ông áo xanh, nàng ta mỉm cười, tự giới thiệu một chút, tại hạ chính là Hoa Nhất Y, thành chủ. Người đàn ông áo xanh đang định nói chuyện, lúc này, Hoa Nhất Y đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, vị công tử này, quen biết tức có duyên, ta có một món đồ chơi nhỏ, đúng lúc thích hợp với công tử. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc ấn nhỏ lớn cỡ bàn tay. Diệp Huyên nhìn chiếc ấn nhỏ này, cười nói, cô nương, đây là chuyện của cha ta và các ngươi, không liên quan gì đến ta, ngươi nói với cha ta đi. Hoa Nhất Y chớp mắt, vật này tên là thời không ấn, trong vật này ẩn giấu một thời không đặc thù, một ngày bên trong tương đương với 10 ngày bên ngoài, nếu công tử dùng để tu luyện, đúng là vừa đẹp. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm nghị. Một ngày bên trong tương đương với 10 ngày bên ngoài. Chênh lệch 10 lần. Diệp Huyên hơi động lòng rồi. Lúc này, A Mệnh đột nhiên trầm giọng nói, thời không ấn. Hoa Nhất Y quay đầu nhìn A Mệnh, cười nói, rõ ràng, năm đó Diệp Thần đã từng nhắc đến vật này với cô nương. A Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, có thể lấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, thật sự có thần khí như vậy. A Mệnh gật đầu, vật này không thuộc về vùng vũ trụ này, là từ nơi khác đến, năm đó chủ nhân từng nhắc đến mấy lần, đối với vật này hắn khen không dứt miệng, hắn từng nghĩ muốn mô phỏng một chiếc, nhưng còn chưa kịp làm thì người dị duy đã đến rồi. Nói xong, nàng ấy chìa tay cầm thời không ấn kia, ta bảo quản giúp ngươi. Diệp Huyên trợn mắt ngoác miệng, ngoá, thì ra A Mệnh cô là người như vậy. Nhìn thấy A Mệnh thu vào, nụ cười trên mặt Hoa Nhất Y càng thêm rực rỡ, nàng ta quay đầu nhìn về phía người đàn ông áo xanh, hơi thi lễ, Dương Tông Chủ, chuyện hôm nay đều bởi vì lòng tham của cá nhân ta mà có, xin Dương Tông Chủ trách phạt. Diệp Huyên nhìn Hoa Nhất Y, cô gái này lợi hại. Vừa lên đã tặng đồ nhận sai, ngay cả lấy cớ cũng không lấy, hơn nữa còn chủ động xin phạt. Đây là một cô gái lợi hại. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, giết không? Giết không, nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, nụ cười trên mặt Hoa Nhất Y vẫn như cũ, nhưng sâu trong đôi mắt đã có chút đề phòng. Giết không, người đàn ông áo xanh trước mắt dám nói lời này là mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa người đàn ông áo xanh này căn bản không coi thành trì này ra gì. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là dù nàng ta cũng không cách nào cảm nhận được hơi thở và thực lực của người đàn ông áo xanh này. Hoa Nhất Y thầm thở dài trong lòng, một suy nghĩ sai lầm, tạo một mối ác duyên. Mặc dù trong lòng nàng ta đã đưa ra dự tính xấu nhất, nhưng nàng ta vẫn không muốn đi đến một bước kia, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, lại thi lễ công tử, có thể bỏ qua chuyện này chứ. Diệp Huyên nhìn cha mình, người đàn ông áo xanh mỉm cười, con quyết định. Mình quyết định. Diệp Huyên trầm giọng nói, cha có năng lực diệt thành trì này. Người đàn ông áo xanh cười nói, chỉ cần một câu nói của con, cha lập tức khiến tòa thành này biến mất từ đây. Nói rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra tự tin vô địch. Nụ cười trên mặt Hoa Nhất Y dần dần biến mất. Diệp Huyên lại hỏi, cha cảm thấy con có năng lực diệt thành trì này không? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, không. Diệp Huyên mỉm cười, hắn nhìn về phía Hoa Nhất Y, cô nương, chuyện này cho qua đi thôi. Hoa Nhất Y khẽ ngẩn người, sau đó lại khom mình thi lễ, cảm ơn công tử. Diệp Huyên lắc đầu, cảm ơn cha ta đi. Hoa Nhất Y lại khom mình thi lễ với người đàn ông áo xanh. Trong lòng nàng ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhân quả này có thể kết thúc tốt đẹp, đó là không thể nào tốt hơn. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, trong mắt toát vẻ vui mừng, thật ra y cũng muốn để Diệp Huyên biến ác duyên thành thiện duyên. Lúc này, Hoa Nhất Y đột nhiên nói, mang đến. Vừa dứt lời, một người đàn ông áo đen mang theo một cô gái xuất hiện ở nơi này. Cô gái này chính là cô gái bày sạp bán hàng lúc trước, vừa rồi thấy tình huống không ổn, nàng ta đã chuồn đi, nhưng vẫn bị thành trì bắt lại. Hoa Nhất Y nói. Không biết tiền bối muốn xử lý nàng ta như thế nào. Người đàn ông áo xanh thoáng nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch, cô gái run giọng nói, tiền bối, xin hãy nương tay. Người đàn ông áo xanh xua xua tay, bỏ đi.
Hoa Nhất Y khẽ gật đầu, để người áo đen mang cô gái kia xuống. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, lần này dẫn con đến đây là muốn con mở mang kiến thức về một số cao thủ đỉnh cấp của vùng vũ trụ này, cũng muốn mang con đi xem một chút việc đời. Nói xong, Y nhìn về phía Hoa Nhất Y, theo ta được biết, mấy ngày nữa là đại hội luận đạo bắt đầu rồi, đúng không? Hoa Nhất Y cười nói, đúng vậy, 3 ngày sau sẽ bắt đầu. Người đàn ông áo xanh gật đầu, để lại mấy vị trí cho chúng ta. Trong mắt Hoa Nhất Y chợt lóe vẻ hưng phấn, hoàn toàn không vấn đề gì. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, chợt có một tiếng cười to từ nơi xa truyền đến, Linh Tổ đâu? Linh Tổ ở nơi nào? Ha ha! Nghe vậy, người đàn ông áo xanh ngẩng đầu nhìn phía chân trời, chân mày hơi nhíu lại. Nghe thấy tiếng nói này, Hoa Nhất Y sầm mặt lại, cái tên điên này. Linh Tổ. Rõ ràng, chuyện nơi này xuất hiện Linh Tổ đã được truyền đi rồi. Ngay cả vài cao thủ bán bộ ý cảnh cổ xưa cũng khó mà cự tuyệt được sự mê hoặc của Linh Tổ, bởi vì ngoài bản nguyên đại đạo thì tử khí của Linh Tổ chính là linh khí tốt nhất trên thế gian này. Thậm chí còn có tin đồn, tử khí của Linh Tổ này có thể thay thế căn nguyên đại đạo. Ngoài ra, Linh Tổ này còn có năng lực tìm kiếm bảo vật. Sở hữu một Linh Tổ như vậy chẳng khác gì sở hữu vô số bảo vật. Trong sân, Diệp Huyên nhìn nhóc màu trắng, hắn phát hiện, nhóc màu trắng này còn có khả năng gây họa hơn cả mình nữa. Lúc này, một đại hán xuất hiện trước mặt mọi người. Đại hán trông rất dũng mãnh, khi hắn ta đáp đất, cả tòa thành đều rung động. Mạnh mẽ! Đại hán này khiến người ta có cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh. Đại hán này vừa xuất hiện, tầm mắt đã dừng trên người nhóc màu trắng, khi nhìn thấy nhóc màu trắng, ánh mắt hắn ta lập tức lộ ra vẻ tham lam không hề che giấu, rất rõ ràng và trần trụi. Như nghĩ đến gì đó, đại hán quay người nhìn Hoa Nhất Y, súc vật nhỏ này bây giờ là của tòa thành hay thế nào? Súc vật nhỏ. Lời này vừa thốt ra khiến An cô nương vẫn luôn an tĩnh ở bên cạnh lập tức nhíu mày. Nhị nha thì càng nóng nảy, trực tiếp lao đến, đánh mạnh đại hán kia một quyền. Nhìn thấy nhị nha lao đến, đại hán theo bản năng đánh ra một quyền ngăn lại. Ầm ầm. Một luồng sức mạnh kinh người đột nhiên bùng nổ trong sân, không gian trong vòng mười mấy vạn dặm lập tức nổ tung, còn đại hán kia lập tức bật lùi, lùi đi cả mấy nghìn trượng. Thấy vậy, ánh mắt Hoa Nhất Y ở bên cạnh chợt kinh ngạc. Đại hán này chính là thể tu, tập trung vào sức mạnh toàn thân quả thực có thể hình dung như hủy thiên diệt địa. Thế nhưng lại thua bởi một cô gái. Ở phía xa, đại hán kia sau khi chịu thiệt thì lập tức sững sốt, sau đó, hắn ta đánh giá nhị nha, khóe miệng hung tợn nhếch lên. Thì ra cũng là một súc vật, chết đi cho lão tử. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức lao về phía nhị nha. Vừa lao lên, thì bùng nổ như núi lửa phun trào, luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa càn quét về phía nhóm người Diệp Huyên. Nhị nha đang định ra tay lần nữa thì lúc này, kiếm trong tay người đàn ông áo xanh đột nhiên bay ra. Bù! Tiếng kiếm vang lên. Đại hán lập tức bay ra, cuối cùng bị một kiếm ghim trên vách tường. Trực tiếp bị nghiền áp. Thấy vậy, Hoa Nhất Y nhìn người đàn ông áo xanh sâu xa, nàng ta phát hiện. Nàng ta đã đánh giá thấp thực lực người đàn ông áo xanh này rồi. Đại hán kia lúc này cũng ngây người. Ngay cả một kiếm mà bản thân cũng không đỡ được. Hắn ta muốn động, nhưng thanh kiếm kia khóa chặt cả người hắn ta, ngay cả động đầu ngón tay hắn ta cũng không làm được. Lúc này, đại hán biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Đại hán vội nói, các hạ, vừa nãy tại hạ đã mạo phạm rồi. Tại hạ là người của thần các. Mong các hạ hạ thủ lưu tình. Thần các. Người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn Hoa Nhất Y, thần các là gì? Hoa Nhất Y giải thích, một đoàn thể nhỏ, khoảng chừng sau người, đều là bán bộ ý cảnh. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, ngón tay lướt nhẹ. Bù. Đầu đại hán kia lập tức bay đi. Trực tiếp bị tiêu diệt. Cứ vậy mà bị tiêu diệt. Ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Thấy cảnh này, ánh mắt Hoa Nhất Y có chút kinh ngạc. Kiếm tu này hành động thật sự không hề do dự. Loại người như vậy, một là rất ngu ngốc, không thì là rất mạnh.
Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, cười nói, đi, dẫn con đến một nơi. Nói xong, y dẫn mọi người đi đến một nơi xa. Như nghĩ đến gì đó, y quay đầu nhìn Hoa Nhất Y, làm phiền chuyển lời đến thần các gì đó, muốn báo thù thì nên cố sức gọi nhiều người đến, giết một người thật sự không thú vị gì cả. Mọi người. Ngay sau đó, nhóm người Diệp Huyên đã biến mất nơi xa. Hoa Nhất Y đứng tại chỗ có chút hỗn loạn. Ở phía xa, trên đường phố, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, cha, chúng ta có cần đi dạo dị duy tộc không? Con rất hiếu kỳ bên đó. Nghe vậy, An Lan Tịnh ở bên cạnh không nhìn được liếc nhìn Diệp Huyên, tên nhóc này tâm quỷ quyệt không tầm thường đâu. Nhị Nha chợt nói, tiểu huyên tử, ngươi là muốn Dương ca đi giúp ngươi đánh nhau chứ gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, chỉ đơn thuần muốn đi dạo mà thôi. Nhị Nha giơ ngón tay cái, bản lĩnh trợn mắt nói dối của ngươi chẳng kém gì Dương ca. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, cười nói, chuyện của dị duy tộc, tự con giải quyết. Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ. Lúc này, người đàn ông áo xanh lại nói, nhưng mà, ta có thể giúp con một chút ít, nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào bản thân con. Ánh mắt Diệp Huyên phát sáng, giúp thế nào? Người đàn ông áo xanh cười nói, con sắp biết ngay thôi. Nhưng mà, con đừng vui mừng quá sớm, vì dù là giúp đỡ thế nào thì đều phải dựa vào bản thân con, ta có thể chăm sóc con chốc lát, nhưng không thể chăm sóc con cả đời, vì thế, bản thân con phải nỗ lực, hiểu chứ? Diệp Huyên gật đầu, con hiểu. Người đàn ông áo xanh lại nói, ta cũng không thích thuyết giáo với con cũng không cần ta giảng dạy, bởi vì vài năm nay, con đã chịu không ít cực khổ. Cũng trở trưởng thành hơn nhiều, đạo lý nên hiểu cũng đã hiểu. Nói rồi, y khẽ dừng lại rồi nói, thật ra, thời gian này ta cũng tự xem lại mình, những năm nay quả thực đã có chút lơ là với con. Nhưng ta biết, con trước giờ đều không trách ta. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn người đàn ông áo xanh, có chút kinh ngạc, cha dựa vào đâu mà nghĩ như vậy. Người đàn ông áo xanh nghiêm túc nói, dựa vào việc ta là cha con. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh chớp mắt, con có vấn đề gì không? Diệp Huyên gật đầu, có. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, đàn ông có vấn đề thì nên dùng nắm đấm giải quyết, chỉ bằng cha con chúng ta đấu tay đôi một trận, con cảm thấy thế nào? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, chúng ta đấu đơn. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên rất nghiêm túc nói, cha cảm thấy công bằng không? Người đàn ông áo xanh ngẫm nghĩ rồi nói, vậy tự ta áp chế cảnh giới rồi đánh với con. Diệp Huyên hỏi ngược, cha có cảnh giới sao? Người đàn ông áo xanh cười ha ha, hình như không có. Diệp Huyên cạn lời, mẹ nó, cha mình cũng là một tên mặt dày mà. Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên dừng lại, trước mặt mọi người không xa, có một tửu lâu, tổng cộng 9 tầng, nhìn từ ngoài thì tửu lâu rất đơn giản, không hề xa hoa gì cả. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn qua, trên tầng 2 có một tấm bảng hiệu cũ nát, Cửu Cửu Lâu. Cửu Cửu Lâu. Ánh mắt Diệp Huyên có chút kinh ngạc, cái tên này thật đặc biệt. Người đàn ông áo xanh dẫn mọi người đi vào, vừa đi vào, một ông lão đã đi đến, ông lão nhìn nhóm người Diệp Huyên, tầng thứ mấy. Người đàn ông áo xanh cười nói, tầng 9. Tầng 9. Nghe vậy, ông lão khẽ ngây người, ngay sau đó. Vẻ mặt ông ta nhẹ nhàng hơn nhiều, 100 nguyên tinh. Người đàn ông áo xanh khẽ điểm ngón tay, một nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt ông lão. Ông lão nhìn nhẫn chứa đồ, sau đó khẽ thi lễ, mời. Người đàn ông áo xanh khẽ cười, sau đó đưa mọi người đi lên tầng 9. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn xung quanh, cửu cửu lâu này rất thú vị, 9 lầu, có nghĩa là cửu trọng thiên, một lầu là một thế giới. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, một lầu một thế giới. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đây chính là một nơi tu luyện, trong đó, tầng thứ 9 là khắc nghiệt nhất, người bình thường căn bản không thể chịu đựng nổi. Nói rồi, y nhìn Diệp Huyên. Hàm ý rõ ràng. Diệp Huyên nói, cha muốn giúp con cái gì? Người đàn ông ngẫm nghĩ, sau đó nói, thật ra, ta cũng không biết. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh có chút bất đắc dĩ, con thực sự quá yếu. Ta cũng không biết phải xuống tay từ đâu. Diệp Huyên. Lúc này, mọi người đã đến tầng 9,
Khi mở cửa bước vào, Diệp Huyên lập tức kinh ngạc. Thật sự là một thế giới. Đưa mắt nhìn cũng không thấy điểm cuối. Lúc này, đột nhiên A Mệnh nhẹ giọng nói, hiểu biết quá ít rồi. Thân là pháp tắc vũ trụ, từ trước đến nay, nàng ấy đều cho rằng vùng vũ trụ này nằm trong khống chế của bọn họ. Thế nhưng hôm nay mới phát hiện, cao thủ đỉnh cao của thế giới này cũng không ít chút nào. Trong đó còn có không ít là cao thủ thời đại Diệp Thần. Ở thời đại đó, Diệp Thần chắc chắn là người mạnh nhất, nhưng, ngoài hắn thì vũng vũ trụ này còn có rất rất nhiều cao thủ. Như nghĩ đến gì đó, A Mệnh chợt nhìn người đàn ông áo xanh, tiền bối, thực lực những người này mạnh như vậy, vì sao bọn họ không giúp chống lại dị duy tộc? Người đàn ông áo xanh cười nói, ngươi cho rằng bọn họ sẽ liên quan đến tồn vong của vũ trụ này sao? A Mệnh trầm giọng nói, nhưng người dị duy đánh đến, bọn họ lái có thể thoát khỏi. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, ngươi sai rồi. Người dị duy đánh đến thì bọn họ chưa chắc sẽ có chuyện, bọn họ đủ hiểu về thời gian, cho dù ở dị duy tộc thì cũng sẽ không quá yếu. Hơn nữa, người dị duy cũng chưa từng nói muốn tiêu diệt toàn bộ loài người vũ trụ này, không phải sao? A Mệnh im lặng. Người đàn ông áo xanh lại nói, mục đích thật sự của người dị duy là gì? Là bản nguyên đại đạo mà Diệp Thần để lại năm đó, đương nhiên, bọn họ quả thực cũng muốn chiếm lấy vũ trụ này, độc chiếm tài nguyên vũ trụ này, nhưng, đối với người ở đây mà nói, chuyện này không hề quan trọng, người ở đây, thực lực rất mạnh, bọn họ chỉ có một mục đích, chính là làm sao để tiến bộ thêm một bước, những chuyện khác không phải mối lo của họ, kể cả vũ trụ này bị tiêu diệt, vì dù cho vũ trụ này bị tiêu diệt thì bọn họ cũng có thể sống sót. A Mệnh nhìn người đàn ông áo xanh, tiền bối thì sao? Chỉ cần người nguyện ý, thì một kiếm của người có thể trấn áp dị duy tộc. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười, không trả lời vấn đề này. A Mệnh nhìn Diệp Huyên không nói gì, lại để ta hỏi. Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên cười nói, cô nương, rất nhiều thế giới, một vài nước nhỏ có chiến tranh, mà mỗi lần chiến tranh đều có rất rất nhiều người chết, cô nương thân là pháp tắc vũ trụ. Người có đi quản những chuyện này không? A Mệnh nhíu mày, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Nói đến đây, nàng ấy bỗng ngẩng đầu nhìn người đàn ông áo xanh. Chuyện nhỏ. Trong mắt nàng ấy, chiến tranh của những nước nhỏ kia là chuyện nhỏ, mà tranh đấu giữa người dị duy và vùng vũ trụ này trong mắt người đàn ông áo xanh, chẳng phải cũng là chuyện nhỏ sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, bảo vệ vũ trụ, chuyện này thực sự quá mệt. Hơn nữa còn làm việc tốt không được đền đáp, đối với ta mà nói, bảo vệ tốt người nhà là được rồi. A Mệnh nhìn người đàn ông áo xanh, trong lòng thấp giọng thở dài. Nàng ấy không còn yêu cầu người đàn ông áo xanh bảo vệ vũ trụ nữa, vì nàng ấy biết, nàng ấy không có lý do. Dựa vào đây mà yêu cầu người khác đi bảo vệ vũ trụ. Lúc này, người đàn ông vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, chỉ về phía xa nói, đi vào đi. Diệp Huyên chớp mắt, cứ đi vào như vậy sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, không thì sao? Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, thí luyện thế nào? Người đàn ông áo xanh cười nói, con đi vào thì biết thôi. Diệp Huyên đi vào, hắn cảnh giác liếc nhìn xung quanh, thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn nhị nha, muội đi luyện cùng. Nhị nha chớp mắt, Dương ca huynh chắc chứ? Người đàn ông áo xanh gật đầu. Nhị nha thì lại lắc đầu, không đi. Người đàn ông áo xanh không hiểu, tại sao? Nhị nha nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, muội sợ sẽ đánh hắn chết. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh có chút cạn lời, huynh cũng không bảo muội đánh chết. Nhị nha khẽ liếm kẹo hồ lô, quyền cước không có mắt, nhớ đâu đánh chết thì sao? Người đàn ông đang định nói thì Diệp Huyên bỗng lên tiếng. Hay là, đổi người đi. Hắn phát hiện nhị nha này không đáng tin mấy. Nếu nha đầu này không biết nặng nhẹ, có lẽ thật sự sẽ đánh chết mình mất. Người đàn ông áo xanh nhìn nhị nha, có lợi. Nhị nha chớp mắt, lợi gì? Người đàn ông áo xanh cười nói, muội có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Nhị nha vỗ tay, nhiệm vụ này, muội nhận. Nói xong, cô bé quay người nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định nói thì nhị nha trực tiếp lao về phía trước, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hai trưởng giao nhau đánh ra.
cả người Diệp Huyên lập tức bay đi cả mấy vạn trượng, trong lúc đó còn va chạm khiến mười mấy ngọn núi cao vạn trượng sụp đổ. A Mệnh không nhìn được nhìn Nhị Nha, trong lòng có chút kinh ngạc, thực lực cô bé này thật sự quá kinh khủng. Ở phía xa, Diệp Huyên bò lên từ trong một cái hố sâu, lúc này thân xác hắn đã rạn nứt như mạng nhện. Diệp Huyên có chút sững người. Bản thân hắn là thân xác suy độ mà lại bị đánh nứt vỡ như vậy sao? Ở phía xa, Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, sau đó nhìn Diệp Huyên, tiểu huyên tử, còn đánh được nữa không? Diệp Huyên máu khóe miệng, Nhị Nha, có thể nhẹ chút được không? Nhị Nha quay đầu nhìn người đàn ông áo xanh, người đàn ông áo xanh cười nói, không đánh chết là được. Nói xong, y dẫn theo mọi người rời đi. Không đánh chết. Nghe thấy câu này, vẻ mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, mẹ nó, thôi xong rồi. Quả không ngoài dự đoán, Nhị Nha lập tức lao đi, Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị đá một cước vào bụng. Bịch, cả người Diệp Huyên lập tức cong người bay đi, bay thẳng đi chẳng thấy bóng đáng dâu. Mà Nhị Nha vẫn chưa dừng tay, cô bé lại lao đi lần nữa. Sức mạnh thân xác mạnh mẽ lập tức khiến cả đất trời trở nên dao động. Rất nhanh sau đó, vùng thế giới này vang lên tiếng kêu thảm thiết của Diệp Huyên. Ở bên ngoài, A Mệnh nhìn người đàn ông áo xanh, tiền bối, cứ để hắn bị đánh như vậy sao? Người đàn ông áo xanh gật đầu. A Mệnh do dự rồi lại nói, ta cảm thấy, hắn hiện tại hẳn đã hiểu chút ít về duy độ thời gian rồi. Người đàn ông áo xanh cười nói, chuyện hắn cần làm không phải hiểu duy độ thời gian, mà là làm sao để chém đứt duy độ thời gian. A Mệnh gật đầu, hiểu rồi. Người đàn ông áo xanh muốn bồi dưỡng Diệp Huyên thành cao thủ với cấp bậc như y. Không tu cảnh giới mà chỉ tu kiếm. Đương nhiên, chuyện này không thể một lần là xong, y đang chậm rãi đưa Diệp Huyên vào chính đạo. Hai canh giờ sau. Trong tầng 9, Diệp Huyên đang nằm trên đất, cả người đều là máu, rất thảm. Nhị Nha dựa vào trên tảng đá, bắt chéo hai chân, liếm kẹp hồ lô. Nhóc màu trắng cũng ở đây. Nhị Nha đột nhiên nhìn Diệp Huyên, tiểu huyên tử, người hơi ít kinh nghiệm đấy. Ta mới đánh ba phần lực thôi đấy. Diệp Huyên. Nhị Nha khẽ vỗ tiểu bạch, chị thương cho hắn đi, ta đánh hắn tiếp. Tiểu bạch vung tay, một luồng tử khí lập tức bao phủ Diệp Huyên, gần như chỉ trong thoáng chốc, vết thương trên người Diệp Huyên lập tức đã được chữa trị. Trong lòng Diệp Huyên có chút kinh ngạc. Tử khí của cô nhóc này so với huyết mạch bất tử của hắn còn kinh khủng hơn. Lúc này, Nhị Nha đang định ra tay thì Diệp Huyên vội vàng lấy một cây kẹo hồ lô ra, Nhị Nha, người đánh cũng mệt rồi. Chỉ bằng ăn thêm một cây kẹo hồ lô. Nhị Nha chớp mắt, người muốn mua chuộc ta sao? Diệp Huyên vội lắc đầu, không không, ta chỉ là thấy ngươi cực khổ, muốn để ngươi nghỉ ngơi chút thôi. Nhị Nha không nói gì, như có chút do dự. Diệp Huyên lại lấy ra thêm một cây kẹp hồ lô, Nhị Nha một tay lấy đi hai cây kẹo hồ lô, vậy nghỉ ngơi chút vậy. Nói rồi, cô bé cầm một cây kẹo hồ lô đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười vươn tay nhận lấy, sau đó bắt đầu mút kẹo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 146.